Chúng ta thường hay đọc bị lẫn lộn cái từ Quan Thế Âm và Quán Thế Âm, đúng không? Chúng ta có ai đọc Quan Thế Âm không? Đọc Quan Thế Âm là sai. Chữ Quán mới là đúng chứ không phải là ngày Quan. Quan Thế Âm là sai ha. Chữ Quán có nghĩa là soi xét thế gian này. Chữ Thế là thế gian của chúng ta, cái âm là âm thanh. Thì ngày Quán Thế Âm là thường xuyên nghe cái tiếng cầu cứu, cái tiếng kêu khổ trong cõi ta bà của chúng ta. Lúc nào Ngài cũng sử dụng cái nghe mà trùm khắp pháp giới của mình để nghe hết tất cả những lời kêu cầu, những lời kêu cứu, những lời cầu khẩn để Ngài hiện thân tới mà giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Cho nên tất cả chúng sanh dù có một cái lời nguyện nào, dù có lời kêu cứu nào mà gọi đến tên của Ngài Quán Thế Âm thì Ngài liền ứng đến để mà giúp đỡ chúng ta. Cho nên chữ quán có nghĩa là quán xét, là soi xét. Thì tất cả những người trong cõi thế gian của chúng ta, hay nói khác hơn là trong tam giới này, nếu mà muốn nhờ cái thần lực của Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm giúp đỡ chúng ta, cứu vớt chúng ta, kêu cầu thì Ngài liền ứng hiện. Nó gọi là cái tên Ngài Quán Thế Âm là như vậy. Nhưng mà có điều là như thế nào? Quán Âm Như Lai. Cái từ Như Lai ở trong Kinh Kim Cang là gì? Như Lai vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Tức là Như Lai có nghĩa là không đi đâu, không về đâu. Thì cái từ Quán Thế Âm Như Lai này có nghĩa là cái nghe của Ngài nó đã trùm khắp pháp giới, không phải là cái nghe dao động như mình. Không phải là bây giờ mình hướng bên trái mình nghe bên trái, mình hướng bên phải mình nghe bên phải, hướng ở đông thì mình nghe đường đông, hướng ở tây mình nghe tây, thì cái nghe đó nó vẫn còn bị dao động. Còn đằng này cái Quán Âm á là cái trùm khắp pháp giới này, nó không bị dao động, cho nên tất cả các âm thanh mà hiện ra trong pháp giới này á thì cái đó nhận biết. Cái nhận biết tất cả âm thanh trong pháp giới mà không phải do dao động thì đó gọi là cái Như Lai. Cái Như Lai tức là cái Như Như trùm khắp pháp giới này, luôn rõ biết tất cả những âm thanh, những cái cử động, những cái sai biệt trong tam giới này. Và lúc đó từ cái Như Như bất động đó mới xuất phát thành năng lực cứu độ chúng sanh, chứ không phải là Ngài ở cõi, ví dụ như ở cõi ta bà chúng ta rồi hướng tới một cái cõi nào đó để nghe âm thanh ở cõi kia, hoặc là từ cái cõi Đông Thắng Thần Châu hoặc là Bắc Cô Lô Châu thì hướng qua cái cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta để nghe âm thanh. Không phải như vậy. Vì Ngài đã đạt tới cảnh giới Như Như bất động, mà cái cảnh giới Như Như bất động nó là cái gì? Nó viên thông trùm khắp pháp giới rồi. Cho nên chính cái viên thông trùm khắp pháp giới đó, cái Như Như bất động trùm khắp pháp giới đó mà nghe suốt tam giới này không sót một âm thanh nào, thì nó mới gọi là Quán Âm Như Lai. Và chính điều này ở trong Kinh Lăng Nghiêm á, khi chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm ở cái đoạn mà các vị Bồ Tát trình kiến giải để chọn cái căn viên thông, thì Ngài Quán Âm Như Lai mới nói lên cái tu của mình là tu gì? Nhĩ căn viên thông. Tu nhĩ căn viên thông tức là do nhĩ căn mà Ngài thông được đạo lý, Ngài thông được chân lý trùm khắp pháp giới này. Thì từ đó trở về sau là cái nghe của Ngài, cái nhận biết của Ngài ở khắp pháp giới không bị dao động mới gọi là Như Lai. Cái Như Lai của Ngài Quán Thế Âm là như thế. Cho nên là dù chúng ta chỉ cần có một cái móng niệm nhỏ mà chưa có phải là đọc ra thành lời, thì cái Như Như cũng nhận biết được, cái Như Lai của Ngài Quán Thế Âm cũng nhận biết được. Tức là chúng ta chỉ cần tác ý là con là như thế này, con đang bị chuyện này, thì cầu Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ con. Chỉ cần vừa khởi niệm thầy vậy thôi là Ngài đã nhận biết rồi. Cái Như Như trùm khắp pháp giới đó, dù một mảy may cử động của chúng ta thì cái đó cũng nhận biết. Giống như trong Kinh Pháp Hoa nói là làm sao? Đức Như Lai biết rõ tất cả những tâm hành của chúng sanh khắp mười phương pháp giới này. Chúng sanh nào mà có thương Phật, có ghét Phật, có tu tinh tấn, có tu giải đãi, có tu lười mỏi, chúng sanh nào tác ý thuận, tác ý nghịch, khởi niệm thiện, khởi niệm ác, bất kỳ ý niệm sai biệt nào, thì Đức Như Lai cũng đều nhận biết một cách rất rõ ràng. Thì cái Quán Âm Như Lai này nó cũng có tác dụng in tuồng như vậy, có khả năng nhận biết tất cả những cái tâm hành sai biệt của tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này. Cho nên nếu có một chúng sanh nào cầu cứu, có chúng sanh nào muốn Ngài giúp đỡ điều gì, thì Như Lai,
cái Quán Âm Như Lai liền rõ biết để có thể giúp đỡ chúng ta. Đó là cái lời tán tụng thứ hai. Và Ngài là cái người thường ở biển Nam Hải, cho nên thường thường chúng ta gọi là Ngài Quan Âm Nam Hải, đúng không? Đây gọi là thường cư Nam Hải nguyện, tức là cái nguyện của Ngài là thường lui tới ở cõi Nam Hải, ở cái biển Nam Hải. Cái thứ ba là Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai Trầm Thinh Cứu Khổ Nguyện, tức là cái cõi Ta Bà của chúng ta thì Ngài là cái người thường lui tới, thường trụ trong cõi Ta Bà, là một vị Bồ Tát nhưng mà thường ở cõi Ta Bà chứ không ở cái cõi giới của một Bồ Tát. Và cái U Minh Giới là cái cõi tối tăm mù mịt vô minh của chúng ta, cái cõi mà đen tối nhất, thì Bồ Tát lại thường trụ ở nơi đó để tầm thinh cứu khổ, tức là tìm cái âm thanh mà cầu cứu kêu khổ của mình mà Ngài Quan Âm hiện ra để giúp đỡ. Nếu cõi Bồ Tát thì có ai khổ đâu mà cầu cứu, đúng không? Cho nên khi một vị Bồ Tát mà đã giác ngộ rồi thì người đó có khả năng giác hộ cho chúng hữu tình. Cho nên là cái nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm á, là Ngài thường trụ ở cõi Ta Bà của chúng ta, thường trực, giống như một người thường trực. Giống như bây giờ ở cái chùa, một chùa thì có quý thầy thường tới lui. Thường tới lui thì chưa phải là thường trụ, đúng không? Mà thầy trụ trì mới gọi là thường trụ, hoặc là chúng ở luôn ở trong chùa mới gọi là thường trụ, gọi là chúng thường trụ và chúng vãng lai. Ví dụ như có một vị Bồ Tát nào đó chỉ tới cõi Ta Bà chúng ta một lần thôi, rồi các vị đi cõi khác, thì như vậy là không được gọi là thường trụ. Còn Ngài Quán Thế Âm là thường ở trong cõi Ta Bà chúng ta không đi đâu, mà không phải là Ngài ứng thân ở cõi Ta Bà chúng ta, mà ở khắp pháp giới mười phương, những cõi mà u minh giới, những cõi tối tăm nhất, những cõi đau khổ nhất của chúng sanh, thì có Ngài Quán Thế Âm ở đó. Vậy là khi mà Ngài Quán Thế Âm đã thành tựu đạo nghiệp, tức là cái sức tự do tự tại của Ngài, thì ở pháp giới mười phương không có chỗ nào mà không có cái ứng thân của Ngài Quán Thế Âm hết. Nhưng mà mỗi một cõi thì đều thấy Ngài thường xuyên ở đó. Giống như cõi Ta Bà của chúng ta thì chúng ta thấy là Ngài là người thường trụ ở đây. Nhưng nếu là một cõi Đông Thắng Thần Châu hoặc Tây Ngưu Quá Châu thì vẫn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm thường trụ ở đó. Đó, thì như vậy là trong tất cả các cõi giới mười phương đều thấy Ngài Quan Thế Âm đều ứng hiện ở đó. Tại vì sao? Tại vì từ đầu đã nói Ngài là người đã viên thông trùm khắp pháp giới rồi. Cho nên trên pháp giới mười phương này, chỗ nào nếu mà người có một cái cảm nhận sâu sắc đều cảm nhận thấy rằng Ngài Quan Thế Âm luôn thường trụ. Cũng như trong Kinh Pháp Hoa thì có những cái đoạn á, là trong Kinh nói rằng tất cả các vị Bồ Tát mười phương á, khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật lúc đó đang, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca chúng ta đang thuyết pháp tại đất Ấn Độ. Nhưng mà lúc đó tất cả các vị Bồ Tát ở mười phương nghe Đức Phật thuyết pháp, in tuần với Đức Phật ngồi đối diện với họ ngay cõi nước của họ để thuyết pháp. Các vị đều cảm nhận như vậy, tức là giống như Đức Phật đi tới cái cõi khác để nói chuyện cho một vị Bồ Tát trực tiếp như vậy. Nhưng mà thực sự thì lúc đó Đức Phật Bổn Sư Thích Ca chúng ta vẫn còn đang ở cõi Ta Bà. Thì các vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni cũng như chư thiên ở cõi trời thấy Đức Phật cũng đang ở cái cõi giới của mình thuyết pháp cho chính mình nghe. Cho nên ở đây cái người mà cảm nhận được Ngài Quan Âm Như Lai là thường trụ Ta Bà cũng giống như vậy. Tức là chúng ta đang ở cõi này, cho nên chúng ta cảm nhận rằng Ngài Quan Âm Như Lai của chúng ta hiện đang thường trụ ở cõi của mình. Không, hiện đang thường trụ ở cõi của mình. Và cái cõi U Minh Giới, tức là cái cõi mà tối tăm mù mịt, trong cái cõi đó Ngài Quan Âm Như Lai cũng thường trụ ở đó luôn. Và Ngài thường là sao? Thường tầm thinh cứu khổ, tức là nghe những âm thanh kêu cứu đau khổ của trần gian này để Ngài hiện thân giúp đỡ. Hiện thân giúp đỡ gọi là tầm thinh cứu khổ, tức là nghe âm thanh đau khổ của chúng sanh để Ngài cứu khổ, cứu giúp tất cả chúng sanh. Đó là cái nguyện của Ngài, đó là cái nguyện của Ngài. Thì vậy là đến đây là chúng ta được ba cái nguyện, đúng không? Nguyện thứ nhất là quảng phát hoằng thệ nguyện, tức là cái nguyện rộng lớn để độ khắp chúng sanh trong pháp giới. Cái nguyện thứ hai là thường cư Nam Hải nguyện. Và cái nguyện thứ ba là tầm thinh cứu khổ nguyện. Đó là ba nguyện. Cái thứ tư là Nam Mô
hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Tức là bây giờ chúng ta thấy một cái điều kỳ diệu ở ngày Quán Thế Âm là sao? Có khả năng là hàng phục tà ma, rồi trừ khử được yêu quái. Chúng ta thường được đọc cái gì của ngày Quán Âm? Đọc bài chú không? Chú gì? Chú Đại Bi nè. Hoặc là chúng ta đọc cái tâm chú là Om Mani Padme Hum nè, phải không? Hoặc là có một số bài chú khác nữa. Thì như vậy là, tức là cái năng lực của ngài Đại Bi Quán Thế Âm á, theo cái nhìn, cái hiểu của các vị Bồ Tát á, thì ngài có khả năng hàng tà ma. Thì một người mà sợ ma trì chú Đại Bi có còn sợ không? Hết liền á. Và cũng có nhiều thầy truyền nhau, tức là trong nhà chùa chúng ta truyền nhau. Một người mà hay sợ hãi, hay hồi hộp, lo âu và không được bình tĩnh. Ví dụ như một thầy mà lên chuẩn bị thuyết pháp là trong lòng nghe rung rung sợ sợ gì đó, thì có thầy chỉ trì ba biến Đại Bi thôi, lên tòa là thuyết pháp tự tại, không còn sợ. Còn sợ. Thì vậy là cái khả năng của thần chú của ngài, của thần chú Đại Bi của ngài Quán Thế Âm thì đủ sức để hàng tà ma. Thì đó người ta gọi là năng lực của ngài Quán Thế Âm Như Lai. Thì khi mà cái ngài Quán Thế Âm Như Lai hiện thân ở đâu thì tà ma đều quy thuận ở đó. Tức là khả năng nhiếp phục ma quân của ngài Quán Thế Âm, tức là khi mà cái đức của mỗi người đã lớn rồi thì sao, đi đến đâu thì những người khác đều quy hàng, quy phục và vâng theo, phải không? Còn nếu mà cái đức của người đó không đủ lớn để có thể dung chứa được những người kia thì có khi người ta kháng cự, có khi người ta hơn thua mình, có khi người ta thử thách mình. Nhưng ngài Quán Thế Âm đã xuất hiện rồi thì không có cái tà ma nào có khả năng kháng cự, chống đối lại được ngài Quán Thế Âm cả. Năng lực của ngài có điều đó. Và những người mà biết được cái năng lực của ngài Quán Thế Âm rồi, khi mà gặp tà ma thì chỉ cần niệm danh hiệu của ngài Quán Thế Âm thôi thì tự động sẽ nhiếp phục được tà ma. Tức là nhờ năng lực ngài Quán Thế Âm thì làm cho chúng ta vượt thoát được cái tà ma và trừ khử được yêu quái. Có khi nào chúng ta đi đường mà sợ ma rồi chúng ta có niệm ngài Quán Thế Âm không? Có không? Có thấy hết sợ không? Đó là năng lực của ngài Quán Thế Âm, tức là có khả năng mà trừ tà và trừ yêu quái. Có rất là nhiều cái chuyện kể, rất là nhiều cái chuyện kể của những người mà gặp những chuyện khó khăn. Và nhất là trong cái bản kinh Pháp Hoa, trong Phẩm Phổ Môn, chúng tôi có giảng một cái đoạn là trong cái bài kệ trong Phẩm Phổ Môn á, có nói là bùa chú quần lại bổn chủ. Thì chúng tôi có nói cái năng lực của một người biết sử dụng Phật Pháp để trừ bùa chú á, là nếu như trong huynh đệ của chúng ta có ai bị bùa, tức là đã bị yếm bùa rồi, bị ngải rồi, bị trúng tà rồi, thì huynh đệ chúng ta nếu muốn giúp bạn bè của mình, hoặc là tự mình nghi ngờ rằng mình bị cái đó mà mình kiếm hoài không có thầy nào gỡ hết, những cái loại bùa mà chúng ta không thể gỡ ra được nhưng nếu sử dụng đúng thì chúng ta cũng có thể giải trừ được, là quý vị có thể lấy trước đó là quý vị nên nhìn một hình ảnh của một cái Bồ Tát Quan Thế Âm bất kỳ ở đâu, để chúng ta khắc sâu cái hình ảnh đó trong trí não của mình. Tức là lúc nào chúng ta nhắm mắt lại là chúng ta sẽ thấy được cái hình đó. Đó là điều thứ nhất chúng ta phải làm cho được. Và rồi khi mà chúng ta đã nhận được hình ảnh của ngài Quán Thế Âm trong tâm thức chúng ta rồi á, thì chúng ta mới bắt đầu lấy một cái ly nước trong thôi, ly nước trong nhỏ nhỏ như thế này. Chúng ta ngồi trước bàn Phật hay là trong phòng thiền của, riêng của mình cũng được. Chỗ nào mà yên tĩnh nhất chúng ta sẽ ngồi. Một là chúng ta niệm danh hiệu ngài Quán Thế Âm. Hai là chúng ta có thể đọc cái bài chú Đại Bi. Ba là chúng ta có thể niệm cái câu Om Mani Padme Hum. Và lúc chúng ta đọc á, đọc nhiều hay ít gì cũng được,
Nhưng mà chúng ta phải tưởng cho ra cái hình của Ngài Quán Thế Âm mà chúng ta in trong não chúng ta, phải tưởng làm sao cho cái hình Ngài Quán Thế Âm hiện trong ly nước giùm đi. Và lúc nào mà cái hình Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm đó mà hiện trong ly nước là coi như chúng ta đã thành công. Và khi đó chúng ta mới bưng ly nước nó lên, chúng ta khấn nguyện. Tức là bây giờ con là tên gì, tuổi gì, pháp danh gì vậy đó, thì bạn con là tên đó, tuổi đó như vậy, đang bị cái nạn bồ chú như vậy, thì xin Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm gia bị thần lực biến ly nước này thành cam lồ để hóa giải được nghiệp chướng cho cái người tên tuổi đó. Thì người đó uống vào một cái là coi như tất cả những cái bùa chú tan biến không còn. Và không phải tan biến bùa chú đâu, mà nó còn có một cái tác dụng rất lạ lùng nữa, là chính cái người yếm nó suốt đời không còn bùa nữa. Đây là một điều rất là lạ. Chúng tôi có quen một cô Phật tử, bây giờ cô ở bên Mỹ rồi. Thì khi cô đến chùa, cô kể cái chuyện này trước năm 69, 69, 70 đó. Lúc đó cô ở cái khu Phú Định ở quận 6. Thì từ Quảng Nam có một thầy bùa đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc đầu thì chưa có ai tin tưởng thầy đó lắm. Mà thầy này thì năng lực khủng khiếp. Thì đến cái làng Phú Định đó là dân làng chuẩn bị cúng đình. Nhưng mà dân cái vùng đó rất là đông, mà cái đình thì nhỏ lắm. Ông muốn thứ nhất là muốn thể hiện khả năng của mình để thâu phục cái dân làng đó. Cho nên ông tới cái đám đình, ông nói, ông hỏi là ở gần đây có cái đình nào lớn hơn không? Thì dân làng nói là cách đây khoảng 5 cây số có một đình rộng hơn gấp 3 lần cái đình này. Ông nói thôi vậy được rồi, bà con cứ về yên ổn, tối đêm nay tôi mượn cái đình lại để cho bà con cúng, rồi tôi sẽ trả lại. Thì rõ ràng đêm tới sáng là bà con đi tới cái đình đó là thấy cái đình mình tự nhiên lớn rồi. Ta cúng đình xong rồi thì coi như người ta cũng rất là nể ông này. Thì bắt đầu ổng tiến tâm rất là lẫy lừng ở cái vùng Phú Định, ở quận 6 cái thời điểm đó. Và tiếp thêm một cái chuyện thứ hai nữa cô kể cho tôi nghe là tới cái mùa mà cấy lúa đó, thì dân làng xuống cấy thì ổng ra rồi đồng, ổng nói là bà con cứ lên về nhà hết đi, tối nay tôi cấy cho. Thì đêm đó hả, là dân làng rình coi ổng làm cái gì. Thì người ta rình, ta thấy là dưới ruộng tiếng đi rồi tiếng nhổ mạ y như người ta cấy thiệt. Tới sáng ra là 20 mẫu ruộng ta đã cấy xong. Thế là dân rất là nể, cho nên ông có uy tín lớn với cái làng đó lắm. Thì lúc đó ông tới lui với cái chùa Hội Tông. Hội Tông lúc đó là Hòa Thượng Minh Thiền làm trụ trì. Thì cô này á, Hòa Thượng ngày xưa là trước khi xuất gia là Hòa Thượng có gia đình. Thì cô này là con gái lớn của Hòa Thượng. Chính cô này cũng kể lại cái chuyện này. Thì ông tự nhiên thấy thích cô này đi, rớt vô con mắt xanh rỗng rồi thì cô không có chạy đâu thoát. Thì hôm đó cô đang quét chùa, tự dưng là bị ổng khiển thì sao đó là bỏ cái chổi xuống. Thì một mạch đi thẳng tới nhà ông này. Mà cô kể lại là cái lúc đó cô không bình tĩnh. Cô không làm chủ được, cứ có một cái gì đó lôi cô đi tới nhà ông đó. Thì tới nhà ông thấy ổng cười rồi, ổng bắt đầu ổng vô ổng tắm. Thì đúng là cái phước cô này còn, cho nên cô tỉnh lại. Cô tỉnh lại thì cô nhớ lại lời dạy của Hòa Thượng Minh Thiền ấy. Hòa Thượng cũng giảng Phẩm Kinh Phổ Môn, Hòa Thượng nói tới cái điều này. Thì cô nhớ lại cái lời dạy Hòa Thượng Minh Thiền, thì cô đứng lên cái bàn thờ của ổng, bưng ly nước xuống liền. Bưng nước xuống cô ngồi xuống, cô trụng chú Đại Bi. Tụng một hồi thì cái hình Quan Âm hiện trong ly nước được. Cô bưng cô uống, uống là cô tỉnh táo, cô đứng đi cô về. Bây giờ nhà thì sáng hôm sau ông thầy đó lại chùa Hội Tông kiếm cô này. Và khi gặp cô này rồi ổng quỳ xuống, ổng nói là cô làm ơn cô chỉ giùm thầy cô đi. Tại vì cái công phu tôi đã luyện hơn 40 năm rồi tôi mới được như vậy, nhưng bây giờ đã tan biến hết rồi, thầy cô là ai mà giỏi như vậy, thì coi như cho tôi lại cô để xin lỗi cô. Và cô chỉ thầy của cô để tôi lại, tôi xin thầy của cô là cho tôi được khôi phục lại được năng lực đó. Tôi thề là tôi bỏ xứ này tôi đi, tôi không quay lại nữa. Thì cô này nói tôi đâu có thầy gì đâu, tôi dùng pháp Phật của thầy tôi dạy, tôi sử dụng vậy đó, tôi làm vậy đó thì tôi thoát khỏi cái nạn của ông, chứ tôi cũng chẳng có thầy.
mà tôi cũng không biết làm sao để cho ông khôi phục lại năng lực. Coi như từ đó thì sao là ông không còn khả năng nữa, ông bỏ xứ đó ông đi. Đó là một mẫu chuyện thực mà vẫn còn một người sống thực kể cho chúng tôi nghe như vậy. Và chúng tôi cũng gặp rất là nhiều chuyện của các vị Phật tử mà chúng tôi quen. Thì có một cô Phật tử cũng quy y chúng tôi ở Hà Nội. Thì cô này làm tiền cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà hôm đó đi du lịch gặp một cái người cũng quen, mới quen. Thì cô kia dỗ dai nói chuyện gì với cô này đó không biết. Thì về nhà từ đó về sau cứ làm bao nhiêu tiền bỏ túi thì nghe bất an, bỏ túi nghe khó chịu, nghe nó rai rứt vậy. Cái tự nhiên nhớ cô này ôm hết tiền lại đưa cho cô này xài thì về ngủ ngon lắm. Mà đêm đó mà có tiền trong túi là không cách nào ngủ nhà được, không đưa cô này là không ngủ được. Rồi thấy điện thoại mê quá rồi, điện thoại đẹp, ưng ý mua đem về mới xài có một ngày thì tối đó ngủ không được. Đem điện thoại đưa cô ta thì mới ngủ xong. Nó trải qua nửa tháng như vậy rồi cô khổ sở, cô nói là con muốn thoát, thoát không được, cô điện vô cô khóc quá chừng á. Tôi nói bây giờ tự cô cứu cô chứ bây giờ tôi không có cách, là tại vì tôi ở trong Nam còn ở ngoài Bắc. Tôi chỉ cô cái cách làm như vậy. Tức là bây giờ cô phải nhìn ra, nhìn được, chụp hình một cái tượng Quan Âm trong trí não mình. Và bắt đầu làm đúng theo sự hướng dẫn của tôi, rồi cô bưng ly nước cô uống là sẽ hết. Và rõ ràng hết thiệt, xong là hết liền. Đó cho nên là trong Đạo Phật chúng ta nói về năng lực để mà trừ tà thì không có năng lực nào có thể so sánh tới cái năng lực của Phật. Và nhất là năng lực của Ngài Quán Thế Âm này. Tức là cho nên ở đây khen tặng Ngài Quán Thế Âm là có khả năng trừ tà, trừ yêu quái. Cho nên người nào mà đi đường mà sợ ma phải không? Thì người ta nói sao là bắt ấn. Bắt ấn nắm tay lại niệm Om Mani Padme Hum, đi tới đâu cũng không có ma tà quấy phá mình. Còn nếu như bây giờ chúng ta mà nghi ngờ, thật sự thì không biết có tà, có bùa yếm mình hay không, nhưng nếu mình nghi ngờ thì mình làm vậy để cho tự mình uống. Thấy chưa? 6 tháng là một lần. Tức là một lần uống cái nước đó có tác dụng đúng 6 tháng nha. Thì một năm mình làm 2 lần là coi như mình không có sợ tà ma gì, không có sợ ai bỏ bùa, bỏ chú mình được nữa. Đây là một cái điều mà trong Phật Pháp nó có một cái tác dụng rất lớn đó. Thì ở đây là cái khả năng mà hàng tà ma của Ngài Quán Thế Âm nó rất là mạnh. Và đó là cái kinh nghiệm thực mà chúng ta đã chỉ rất là nhiều người thành công. Quý vị thử để ý, có rất là nhiều cái cuộc thí nghiệm. Chúng ta cũng có thể thí nghiệm thử một cách là chúng ta lấy một ly nước ha. Thì quý vị để một ly nước trong trước mặt mình, tối mình niệm Om Mani Padme Hum chừng 108 lần thôi. Còn một ly nước nữa cứ quay cứ chửi nó, mày là đồ quỷ, mày là xấu xa, mày là ác độc gì đó cứ chửi nữa. Trong nửa tháng thôi, quý vị sẽ nghe cái mùi hương từ cái ly mình niệm Om Mani Padme Hum, và sẽ nghe cái mùi hôi ở cái ly nước chúng ta chửi. Rất rõ ràng, tức là khi chúng ta tác ý lên một sự vật mà tác ý tốt, mà cái phân tử nước nó nhạy cảm lắm, cho nên nó thành tốt thành xấu liền sau khi chúng ta uống. Cho nên là nếu mà người nào mà muốn mà có những người, có những bệnh nhân mà kể rất là nhiều chuyện với chúng tôi biết là có những bệnh tật rất là nặng, nhưng mà mỗi lần uống thuốc thì cứ niệm Ngài Quán Thế Âm, niệm trong 108 lần rồi vâng ly nước uống, để ly nước trước mặt niệm rồi mới uống, thì rõ ràng là kết quả trị bệnh nó sẽ cao hơn là không niệm. Mà họ cảm nhận từng ngày như vậy và cuối cùng bệnh hết. Thì ra cái khả năng mà hàng tà ma trừ ở quán Ngài Quán Thế Âm là có trong cõi nhân gian của chúng ta, chứ không phải là không có. Có cái tác dụng đó thật. Và thứ kế nữa là Ngài năng trừ nguy hiểm. Tức là đối với Ngài Quán Thế Âm là hay trừ khử những cái nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Cho nên thường chúng ta đi thấy tất cả các đầu xe đều có cái gì? Có cái hình Ngài Quán Thế Âm. Người ta có cái ý gì? Tức là nhờ Ngài Quán Thế Âm mà ở trên xe đó là xe đó không có bị nguy hiểm, không có bị tai nạn. Hoặc là có một số Phật tử chúng ta muốn thờ tự Quán Thế Âm trong nhà để chi? Để cầu được cái sự an lành cho gia đình mình. Tức là không có sự nguy hiểm đến cho gia đình mình, không có tai nạn, không có khổ ách. Và cái người mà tin tưởng á, thì đi đường hoặc là chúng ta làm bất cứ chuyện gì, chúng ta bắt đầu niệm Ngài Quán Thế Âm.
Thì tự động mình nghe an, nhưng mà mình cũng có đủ cái tin là trên đường đi mình cũng không gặp nguy hiểm, không gặp chướng nạn, không bị bùa chú. Mà sự thật, bùa mà người ta, với cái người bình thường họ có thể vỗ vai cái là mình đưa móc túi đưa hết tiền. Nhưng mà lỡ mà vỗ vai trúng cái người đang niệm ngày Bồ Tát Quán Thâm thì coi chừng mất bùa luôn. Cho nên chúng ta đi đường, nếu mà chúng ta muốn giữ yên mình, đúng không, chúng ta muốn cho mình đừng có bị chướng nạn, thì nên thầm thầm niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm thôi. Hoặc là chúng ta niệm cái câu Om Mani Padme Hum. Mà thường là chúng ta niệm Om Mani Padme Hum ấy, không thì nó sẽ không có năng lực. Niệm thêm mấy chữ nữa là Om Mani Padme Hum Hật Rị. Hắc ớ tê nặng hật rị xóa ha. Cái hật rị nó giống như là một ấn chú, giống như một tờ giấy mà ký tên mà chưa đóng mọc đó, thì nó không có lực. Thì chúng ta niệm Om Mani Padme Hum không có lực, mà nếu thêm hật rị là bắt đầu có năng lực. Hật rị xóa ha, xóa x o a sắc. Om Mani Padme Hum hật rị xóa ha. Chúng ta thường xuyên niệm như vậy. Cái âm của Om Mani Padme Hum này có khả năng tiêu trừ được những cái tà tâm, những cái tạp niệm ở nơi tâm thức của mình nữa, dễ yên tâm hơn trong tất cả các tình huống. Và nếu chúng ta niệm mà đi vào thiền định á, thì chúng ta niệm vẫn có tác dụng để cho chúng ta nhanh được thiền định hơn các cái niệm khác. Thì quý vị thử, quý vị sẽ thấy công phu này nó có cái rất là có lợi. Không phải là trừ khử cái tà ở bên ngoài, mà trừ khử luôn tà tâm tạp niệm của chính mình luôn. Tâm rất là thanh tịnh và chúng ta sẽ thăng tiến công phu rất là nhanh. Cái thứ năm là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Cái gì có tưởng tượng ra là Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm là một tay cầm cái gì? Một tay cầm cành dương liễu đúng không? Một tay cầm cái bình. Thì vậy là cái bình đó gọi là Thanh Tịnh Bình. Thanh tịnh bình, còn cái cành dương liễu gọi là thùy dương liễu cam lồ xoáy thanh tịnh. Tức là cái bình đó là cái bình thanh tịnh, cái bình đó thực sự thanh tịnh thì mới chứa được nước cam lồ. Và cái nước cam lồ đó mà cành dương liễu dúng vào để rải cho đến chúng ta đó, gọi là xoáy thanh tịnh đó, thì tất cả chúng ta đều được thanh tịnh, đều được thanh tịnh thân tâm của mình. Như vậy là cái gốc để chứa nước cam lồ là gì? Là phải cái bình phải thanh tịnh. Bình phải thanh tịnh, đúng không? Tất cả mọi cái mà nếu có năng lực thì phải xuất phát từ chỗ thanh tịnh năng lực nó mới có. Thì vậy là cái bình để đựng nước, mà nước nó được gọi là cam lồ, thì phải chứa trong bình thanh tịnh đó. Cũng như chúng ta là nếu mà muốn cho cái năng lực tâm chúng ta nó mạnh lên, chúng ta muốn tác ý làm một điều gì mà cho có tác dụng á, giống như nãy mình niệm cái Ngài Quán Thế Âm, mà muốn có tác dụng, muốn có lực thì tâm chúng ta cũng phải thanh tịnh mới có tác dụng lớn. Như vậy là một người tu mà đạt được cái cảnh giới tâm thanh tịnh á, thì những cái gì dung chứa nơi tâm của họ đều là gì? Là cam lồ, có thể giúp đỡ trần gian này. Còn mà chúng ta có thể giúp người khác mà tâm chúng ta không thanh tịnh thì không có lợi ích cho ai cả. Cho nên cái chính là phải được thanh tịnh, trong sáng. Vì vậy là Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm là không còn những cái tạp niệm lăng xăng nữa. Những cái thiện ác nơi Ngài đã được quá tán thanh tịnh rồi. Ngài ở cái chỗ viên thông Như Lai, trùm khắp pháp giới, không có gì dính nhiễm được. Thì trong đó rất là thanh tịnh. Cho nên những cái hành động, những cử chỉ, những lời nói, những suy nghĩ của Ngài đều xuất phát từ cái chỗ thanh tịnh Như Lai đó. Cho nên có rất nhiều năng lực, mà không phải năng lực bình thường riêng cho một người, mà một lần có thể giúp khắp mười phương pháp giới này vẫn không tiêu hao cái năng lực của mình, và đều có kết quả lớn cho tất cả các nơi. Ví dụ như bây giờ ở cái thành phố Mỹ Tho, chúng ta có khoảng 10 người niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm cầu cứu. Còn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 100 người, ở Hà Nội có khoảng 1000 người, ví dụ vậy. Và khắp thế giới này chỗ nào cũng có người niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm cầu cứu, mà bằng cái tâm thanh tịnh để niệm, nhất tâm để niệm thực sự, thành tâm để niệm thực sự, thì tất cả những người này đều cảm nhận được năng lực. Đó là năng lực từ cái chỗ thanh tịnh là trùm khắp pháp giới, là đều có đến tất cả các nơi, chứ không phải là đến một chỗ riêng một mình. Ví dụ như bây giờ ở đây mình đang ngồi niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm để mình cầu chuyện gì đó, thì có kết quả cho mình.
Thì mình nghĩ rằng chắc là Ngài Quán Thế Âm chỉ quan tâm tới mình thôi, và năng lực đó chỉ tới mình, chứ thật sự không phải. Có hàng tỷ người đang hướng về, và hàng tỷ người đang cầu khẩn, hàng tỷ người đó vẫn nhận được năng lực và nhận được lợi ích đó liền. Đó, thành ra từ cái chỗ thanh tịnh mới có năng lực vĩ đại. Cho nên nếu mà chúng ta muốn làm một cái việc gì thì chúng ta nên yên tâm, tâm chúng ta thực sự an á, thì sự việc chúng ta làm mới có hiệu quả. Giống như bây giờ chúng ta chỉ cần nấu cơm thôi mà cái tâm chúng ta dao động nghĩ suy chuyện này chuyện kia thì coi chừng nồi cơm không có hiệu quả. Hoặc là chúng ta sắc gọt rau củ thôi, phải không? Mà nếu mà chúng ta tâm chúng ta không yên mà vừa sắc chúng ta vừa nghĩ ngợi buồn chuyện này nhớ chuyện kia là coi chừng hồi sắc vô ngón tay tâm chúng ta không yên là không có hiệu quả trong tất cả các công việc. Ở trong nhà Phật có một câu là trụ tâm nhất xứ là vạn sợ sự bất biện, tức là tâm chúng ta mà trụ được một nơi rồi là không có chuyện gì mà chúng ta làm không có xong. Cho nên là nếu mà một người mà tâm thực sự thanh tịnh, tức là không có hai tâm trong lúc chúng ta làm, nó làm việc gì là chỉ có cái việc đó thôi. Ví dụ chúng ta đang ngồi viết thì chúng ta chỉ viết thôi, không có việc thứ hai. Chúng ta đang nấu cơm thì chỉ nấu cơm, chúng ta đang ngồi thiền là chỉ ngồi thiền, không có việc thứ hai. Thì vậy là tâm chúng ta đang rất là thanh tịnh. Mà chúng ta đang ngồi thiền mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện là chúng ta tụng kinh đi thì nó không thanh tịnh. Cái đó cũng được gọi là không thanh tịnh. Đừng nói là cái chuyện là chúng ta phải nghĩ tới giận người này ghét người kia. Nghĩa là cái tâm chúng ta có sự sai biệt trong lúc chúng ta đang làm là chúng ta không thanh tịnh. Không thanh tịnh. Vì vậy là chúng ta sẽ không đạt được hiệu quả. Giống như bây giờ chúng ta đang ngồi đây để nghe giảng mà tâm chúng ta chỉ cần hướng ra bên ngoài là tâm chúng ta không còn thanh tịnh. Và không còn thanh tịnh thì chúng ta không nhận hiểu hết những cái ý tứ trong bài giảng. Chúng ta không hiểu bài giảng muốn nói điều gì, đúng không? Đó, cho nên là lúc nào tâm thanh tịnh thì cái sự việc bắt đầu nó có hiệu quả. Bắt đầu có hiệu quả. Thì ở đây cũng vậy. Ngài Quán Thế Âm là có cái thanh tịnh bình, tức là cái sự dung chứa thanh tịnh rộng lớn trùm khắp pháp giới của Ngài. Tức là cái tâm của Ngài đã thanh tịnh trùm khắp pháp giới rồi, cho nên những cái gì mà có ra trong pháp giới này đối với Ngài đều là thanh tịnh. Từ cái năng lực thanh tịnh đó mà dung chứa được nước cam lồ, tức là dung chứa được cái năng lực để cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên cái cành dương liễu, thứ hai là cái cành dương liễu là cái gì? Cành dương liễu là chúng ta thấy cái liễu rủ ở một số điểm du lịch người ta trồng đó. Cái cành nó không có lớn, nó để ra cái rủ xuống như vậy. Nhưng mà gió bão cũng không làm gãy nó được. Gió thổi qua nó quật qua, gió thổi lại nó quật lại, gió thổi tới quật tới, gió thổi lui nó quật lui, nhưng mà không bao giờ bị gãy. Điều đó muốn nói cái gì nữa? Muốn nói tới cái điều thứ hai á, đối với thế gian chúng ta xem như cái đó là một cái sự nhẫn nhục của mình. Muốn cứu độ một người trong cái cõi này có dễ không? Khó vô cùng. Nhưng Bồ Tát vẫn ẩn nhẫn, phải không? Từ cái cõi thanh tịnh của một vị Bồ Tát mà xuống cái cõi mà nhơ quế cõi Ta Bà, chúng ta là nghịch cảnh rồi. Giống như bây giờ chúng ta thấy là cái mùa nắng, mà chúng ta ví dụ như là cỡ mùa hè của mình đang rất là nóng nực, đúng không? Chúng ta đang ở phòng lạnh rất là mát mẻ, và bước ra trời nắng là chúng ta nghe nó khó chịu, nghe nó nóng nực rồi. Mà phải làm việc ở ngoài đó là chúng ta phải ẩn nhẫn lắm, chúng ta mới ra ngoài trời làm việc được. Thì vị Bồ Tát ở trong cái cõi thanh tịnh của chính mình á, cái an lạc á, cái phúc lạc á, cái thanh thoát của họ gấp 1 tỷ lần so với cái chuyện một người ở phòng lạnh ra ngoài trời. Như vậy là một Bồ Tát từ cái cõi giới của vị Bồ Tát mà tới cõi Ta Bà chúng ta là nó cực khổ cho Ngài vậy đó. Nó khó khăn chứ không phải là dễ dàng. Chính chúng ta ở đây quen rồi, nhiều kiếp rồi mà chúng ta còn thấy cõi này nó còn khó khổ, đúng không? Thì vậy là một người đã thoát khỏi cõi giới này rồi mà họ quay lại thì họ có cực nhọc, họ phải ẩn nhẫn để cứu độ chúng ta, để thể hiện cái lòng từ của Ngài quá lớn. Các vị Bồ Tát mà lòng từ bi mà không đủ mạnh á, xuống cõi này làm việc lần bỏ chạy mất. Nhưng mà Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm của ta thì sao? Là thường trụ cõi Ta Bà, thì rõ ràng là cái sức mà ẩn nhẫn để chịu đựng cái khó khăn trong cõi này á, rất là lớn. Có khi là một đời Ngài ứng thân làm một cái người phụ nữ để lo cho cái dòng họ, lo một gia đình thôi. Có khi Ngài ứng thân làm một người nam để lo cho dòng họ, cho gia đình. Một đời các vị xuống làm một cái việc nhỏ nhưng mà cũng phải xuống làm, vì cái duyên phải giúp cái dòng họ đó với nhau thì Ngài tới đó Ngài giúp. Ví dụ thì Ngài cũng phải ẩn nhẫn, phải chịu đựng cái kiểu của con người của mình, phải chịu quy luật về sanh rồi già rồi bệnh rồi chết, đủ thứ chuyện khổ đau trong cõi này. Thì khi Bồ Tát nó ứng quá thân để xuống cõi này để làm việc Phật sự thì phải chấp nhận tất cả những cái thương đau đó.
nhưng mà vẫn không lui sụp, tức là vẫn không làm cho ngài ô uế được, vẫn dung chứa được cái nước cam lồ trong tâm của mình, vẫn giữ cho tâm được thanh tịnh như bình thanh tịnh mình kia. Nghĩa là trong tất cả những cái cõi giới ở mười phương này, ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện ở đâu để cứu độ chúng sanh thì ngài cũng vẫn luôn ở trong cái tâm thanh tịnh đó, và lại vẫn luôn đầy đủ lòng đại từ đại bi, vẫn luôn ban phát những cái lợi lạc để cứu giúp, làm cho tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh tâm, thanh tịnh thân, thoát khỏi những cái khổ ách. Dù bất kỳ chúng sanh ở cõi nào, ngài cũng đủ sức làm điều đó. À, chúng tôi nhớ có một cái mỗi chuyện mà cách đây khoảng 10 năm tôi gặp một ông cụ, ông làm cái ngành kiến trúc. Mà cái chỗ xây dựng này mình không tiện nói ra, nhưng mà đại khái là ông làm ngành kiến trúc đó, ông làm thiết kế nội thất cho một cái tầng hầm của một cái cơ quan nhà nước. Và cái chuyện này là trước giải phóng đó, tầng hầm nó đi vào là ở dưới có một cái hồ rất lớn chứa cái hồ axit ở dưới. Tầng hầm bí mật, sau khi xây dựng xong là toàn bộ cái ban thờ của ông cùng với ông thiết kế là đều bị đưa vô một cái đường rất là hẹp, và được đúc bằng bê tông, đường nhỏ đủ một người đi tới tầng hầm axit và phải tan thân tại đó, không còn ai sống sót hết. Ông là một trong những người đó. Khi tôi gặp ông là ông đã 77 tuổi rồi. Thì ông kể là sau khi xây dựng xong cái đường hầm bí mật đó rồi thì ông cùng với bạn ông đi thẳng tới hầm axit để chết. Thì ông đi sao chót, ông nghe tiếng la là chết, la giải chết, la giải chết, la giải chết hàng loạt như vậy. Thì ông tự nhiên nhớ tới cái hồi nhỏ đó, không phải đạo Phật, sau trận đó mới bắt đầu quy y. Hồi nhỏ thì ở nhà cứ hở hở là ông nghe mẹ ông niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, thì lúc đó ông bắt đầu mới nhớ theo câu đó ông niệm. Và ông cứ nhắm mắt niệm, tại vì trong đó trong hầm tối cũng không mở mắt, cũng chẳng có thấy cái gì đâu, thì cứ nhắm mắt niệm và cứ đi tới hoài. Sao ông cứ đi tới mà ông vẫn thấy ông chưa bước sụp hầm axit. Ông đi riết, đi riết, đi riết, riết, riết tới đụng một cái bờ tường. Thì ông mở mắt ra. Mở ra là đúng cái bờ tường nhà mình. Ông nói là không biết ông thoát cái kiểu nào, ông cũng không hiểu nổi cái chuyện mà ông thoát ra được cái tầng hầm axit đó. Và từ đó ông trốn luôn, ông trốn cho tới khi sau giải phóng. Giải phóng, 70 mấy tuổi. Một kiến trúc sư lừng danh. Thì rõ ràng là cái sự linh nghiệm mà cứu thoát khi mình niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm ấy, ông cũng không có tưởng được. Cho tới giờ phút này ông nói là bây giờ ông cũng không biết ông ra bằng cái kiểu nào nữa. Suy nghĩ hoài, tức là ông nói là đã hơn 40 năm tôi suy nghĩ tới chuyện này thầy, mà tôi cũng không biết tôi thoát khỏi đường hầm này bằng cái kiểu gì nữa, không biết thoát ra bằng cái cách nào. Đây là một điều rất là linh nghiệm mà chúng tôi thường nghe những người, phải nói là những nhân chứng lịch sử thật kể chứ không phải là cái chuyện huyền thoại. Thì năm đó tôi nhờ ông xuống ông vẽ cái bản vẽ để xây cái tháp của chùa. Thì khi ngồi nói chuyện là ông kể lại cái chuyện đó. Thật ra chúng ta thấy là khi mà cái sự thanh tịnh đó nó có năng lực, nó biến có thành công, biến không thành có. Cái đường hầm, thay vì đường hầm đi thẳng tới hầm axit thì nó biến thành một con đường khác để ông đi thẳng tới về nhà mình. Cái năng lực thanh tịnh nó khủng khiếp như vậy. Cho nên khi mà một người tâm thanh tịnh rồi là đủ năng lực để có thể biến hóa tất cả mọi cái. Mọi người đang đau khổ thì sẽ đủ sức để có thể chuyển hóa sự đau khổ cho người khác nếu mà tâm mình thanh tịnh. Một điều này rất là dễ thấy nhất. Nếu như ở đây quý Phật tử chúng ta thực hiện công phu tu tập á, quý vị tử về nhà mà niệm Phật hoặc là chúng ta tọa thiền, có một cái lúc nào đó quý vị thực sự được định đúng như những cái định ở trong Đạo Phật nói, thì quý vị sẽ thấy là cải hóa gia đình mình ngay lập tức. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ thấy mọi người trong gia đình sẽ có thay đổi. Sở dĩ mà chúng ta tu mà những người xung quanh chúng ta chưa có thay đổi là cái tâm chúng ta chưa có đủ cái thanh tịnh đó. Có một chuyện kể của một người Phật tử chúng tôi quen á, thì khi cô ta từ trước giờ là cái bàn Phật đang thờ trong nhà là không ai tới đó để đốt nhang cả, không có người nào trong nhà tới đốt nhang. Thì khi cô nghe cái băng giảng về phương pháp tọa thiền, cô bắt đầu ngồi. Và liên tục 5 đêm cô ngồi, cô nhập định đúng 5 đêm. Ngồi đạt được định đúng 5 đêm như vậy.
Thì sáng hôm sau là ông chồng tới bàn Phật đốt nhang, mấy đứa con tới bàn Phật đốt nhang, và cả tất cả những người làm trong nhà mỗi đêm đều tới đó lại Phật đốt nhang. Và từ đó cô đi chùa thoải mái, không có còn ngăn cản nữa. Đó, khi năng lực thanh tịnh nó đủ sức để cảm hóa những người xung quanh, dù mà họ cỡ nào họ cũng có thể cảm hóa được. Cho nên một người mà đạt được thanh tịnh thì cái năng lực rất là lớn. Những cái suy nghĩ chúng ta vọng động nó nhỏ nhiệm, nó chợt có, nó chợt mất. Nhưng mà cái thanh tịnh là một cái gì nó trường tồn, cho nên nó có năng lực rất là lớn. Tâm chúng ta càng nhỏ nhiệm chừng nào thì năng lực càng mạnh chừng đó. Giống như ở ngoài chúng ta thấy á, ví dụ như cái núi là chúng ta thấy vững lắm rồi đúng không? Cái tường này chúng ta thấy nó rất là vững rồi. Nhưng mà gió là chúng ta thấy không có cái tướng. Cái tường là thấy có tướng, cái núi là thấy có tướng. Gió thì không có tướng, mà khi nó thổi một cái là có thể sập tường, có thể là bay đá núi vân vân, đúng không? Ví dụ như những cơn nước lũ mà nó tràn về thì những cái nhà cửa, nước thì nó mềm hơn cái tường này, nhưng mà nước tràn về là sập nhà, sập cửa hết. Thì vậy là cái nhỏ mà chúng ta không thấy hình đó là gió. Thì gió chỉ cần nhúc nhích cái là tạo thành sóng biển. Thì chúng ta thấy cái gì mà nó thô thiển, thấy vậy, thấy mới nhìn thì tưởng nó cứng, nhưng mà thật sự nó không có cứng, không có mạnh, không có đủ lực. Những cái tường thành, những cái vách núi đều có thể bị lũ cuốn trôi. Mà lũ nó rất là mạnh, nhưng mà nó bị gió thổi tạo thành sóng. Vì vậy là khi cái tâm chúng ta còn thô, tâm chúng ta không có định lực, buông ra là nghĩ đủ thứ chuyện mà không có lúc nào chúng ta dừng, không tạo được cái khoảng trống cho tâm của mình á, thì chúng ta không có lực gì hết. Nhưng mà khi vắng bóng những cái ý niệm tham sân rồi, những cái ý niệm buồn thương giận ghét nó bắt đầu nó vắng, nó lặn xuống, tâm chúng ta nó nhỏ nhiệm, nó sâu lắng rồi á, thì chúng ta có lực. Ví dụ như chúng ta muốn chuyển một người bên cạnh, một người bạn của mình thôi, họ đang rất là xấu, nhưng mà chúng ta dùng lời để chúng ta khuyên, chúng ta dùng hành động này hành động nọ để chúng ta khuyên, họ không chuyển tâm. Nhưng mà khi chúng ta tu tốt rồi, cái năng lực tự tâm chúng ta có rồi á, thì chúng ta chỉ cần nói một lời họ có thể bỏ ác theo thiện liền. Giống như quý vị thấy là tại sao quý Phật tử chúng ta thích lại được gặp những vị tôn túc, những vị hòa thượng lớn, là vì chúng ta nương cái đức đó. Các vị mà tu lâu thì các vị có đức, mà sở dĩ các vị có đức là do tâm các vị thanh tịnh. Chỉ cần chúng ta nhận một lời khuyên đó là cả đời chúng ta làm không xong. Còn những người trẻ trẻ, nhỏ nhỏ thì chúng tôi đi giảng thì có khi là giảng nghe cũng thấy được chấp nhận đó, nhưng mà về chúng ta có thể quên. Thì nếu mà quý vị gặp một vị có đức thì không có cần phải giảng nhiều tiếng mấy đâu, lại gặp đảnh lễ chút sức khỏe hòa thượng khuyên câu gì đó là về ăn chay suốt đời, không bao giờ bỏ. Thôi về ăn chay đi con, cái là dạ, cái là về ăn không bao giờ, không bao giờ bỏ. Nhưng mà gặp chúng tôi khuyên quý vị ăn chay có thể ăn ba bữa bỏ rồi. Đó, thành ra chúng ta thấy là cái năng lực tự tâm nó có một cái tác dụng rất mạnh đối với người đối diện. Ra khi Bồ Tát mà đã có cái thanh tịnh bình, thanh tịnh bình là biểu trưng cho cái sự dung chứa cái cam lồ thanh tịnh sạch sẽ để có thể cứu giúp được chúng sanh. Có nghĩa là cái tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm rất là thanh tịnh để dung chứa được cái từ bi, và chính cái từ bi đó mới có cái năng lực cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên là do cái thanh tịnh bình và cái dương liễu, cái cành dương liễu, tức là một sự ẩn nhẫn. Đối với chúng ta dùng cái từ là nhẫn nhục thì nó không đúng. Bồ Tát thì không có còn cái chuyện nhẫn nhục, tại không có sân mà nhẫn như mình, mà gọi là sự ẩn nhẫn để chịu khó giống như tất cả chúng ta. Tức là từ một cái người giống như bây giờ mình là ở đây, chúng ta ở thành thị đi, thì có lần chúng ta đi cứu trợ những cái người mà dân bị bão lũ, thì chúng ta cũng phải chịu khó chịu thương là phải lội xuống bùn, lội xuống sình, đúng không, phải dân nắng hay nơi để có thể đi giúp người ta. Thì mình ẩn nhẫn đó chỉ một phần tỷ của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Ngài phải ẩn nhẫn, phải kiên trì từ đời này qua kiếp nọ chờ đợi để cứu giúp từng người, từng người, từng người, để cho họ được thanh tịnh, được thanh tịnh. Như vậy là cái nguyện thứ tư của ngài là ngài dùng cam lồ sấy tâm, dùng cam lồ để làm sạch, làm thanh tịnh thân tâm của tất cả chúng sanh. Từ cái tâm thanh tịnh của ngài, ngài ẩn nhẫn để xuống cái cõi ta bà này của chúng ta, và dùng cái cam lồ, giáo pháp cam lồ của ngài, hoặc là năng lực thanh tịnh từ tự tâm của ngài bằng vô hình hoặc là bằng hữu hình, để ngài có thể giúp đỡ chúng sanh muôn loài ở trong pháp giới mười phương. Đó thì gọi là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sấy Tâm Nguyện. Tức là ngài dùng nước cam lồ để có thể rưới mát
để có thể cứu độ tất cả chúng sanh. Đó là tâm nguyện của Ngài Quán Thế Âm, đem lại sự mát mẻ, sự vui tươi, sự an lạc, sự thanh thoát cho tất cả chúng sanh. Đó là cái nguyện thứ năm. Cái thứ sáu là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Tức là đối với Ngài Quán Thế Âm là có đầy đủ cái gì? Cái lòng đại từ nè, lòng đại bi nè, rồi là năng hỷ xả nè. Đối với Bồ Tát Quán Thế Âm là thứ nhất là gì? Hay cứu khổ tất cả chúng sanh, phải không? Hay ban vui cho tất cả chúng sanh, gọi là từ bi. Phải không? Từ bi có năng lực, từ bi là cứu khổ, là ban vui. Thì tất cả chúng sanh mà đang hướng về Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là luôn nhận được cái sự an lạc và luôn được thoát cái sự khổ đau. Cho nên Ngài Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm là luôn luôn được chúng ta kính ngưỡng. Nếu mà nói tới Ngài Quán Thế Âm là chúng ta nói tới hai cái chữ là Đại Từ Đại Bi. Cho nên cái câu niệm của chúng ta cũng vậy, là Nam Mô Đại Từ Đại Bi, đúng không? Tức là khi mà hướng tới Ngài Quán Thế Âm là chúng ta luôn luôn cầu cứu và được Ngài giúp cho chúng ta thoát khổ, và chúng ta liền được sự an lạc. Cho nên cái Đại Từ Đại Bi là luôn luôn có đối với cái Ngài Quán Thế Âm rồi. Và Ngài luôn là cái người vui vẻ xả bỏ tất cả những cái phiền hà xảy ra trong cái cõi này khi Ngài tới cứu độ. Đâu phải dễ đâu. Có khi là tới giúp một người, họ đâu phải là giơ tay để cho mình giúp đâu, họ phản đối lại, thậm chí họ còn chửi mình nữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi ra ngoài đường nữa nha, trong cái lúc trời mưa, mưa xong cái động lại một vài trũng nước dơ dơ, thì có mấy đứa bé nó xuống nó dọc nước, cái mình sợ nó lỡ lối, nó bị ghẻ chóc, nó bị nhiễm trùng, mình lại mình nói con nước này dơ lắm, con đừng có dọc, không có tốt đâu con, nó đi chỗ khác chơi, dũng nước này tôi xí rồi đó nha, không có được tới đây để dành của tôi nữa. Nó không có chấp nhận đó, nó chấp nhận. Thì chúng ta cũng vậy, được Phật Tổ, được Bồ Tát khuyên chúng ta biết rằng cái cõi này là quyển, là giả, là tạm thôi, đừng có đắm mê trong này nữa. Mấy người không biết chứ hưởng dục lạc này vui lắm chứ bộ. Mình đâu bao giờ thấy cái dục là khổ đâu, đúng không? Đối với ta ngũ dục là vui. Khi nào mà mình thấy được thực sự ngũ dục là khổ á, thì khi đó chúng ta mới tính tới cái đường thoát ra cái cõi này. Còn khi nào chúng ta thấy cái tiền tài là một cái gì vui với mình, có tiền chúng ta vui, không có tiền chúng ta buồn, thì biết rằng lúc đó chúng ta vẫn còn nhận ngũ dục là vui. Rồi thấy sắc đẹp mình vui, thấy không có sắc mình buồn, phải không? Thấy có danh vọng mình vui, không có danh vọng mình buồn. Tức là chúng ta vẫn còn coi trọng ngũ dục, lấy ngũ dục làm vui. Thì vậy là Bồ Tát có đưa tay xuống giúp, mình cũng phải gỡ tay ra nó để tôi hưởng cho hết năm nay, hay là hưởng dài năm nữa. Thì trời ơi, cả đời tôi cực khổ, bây giờ tôi lỡ giàu có được gì, có tiền có bạc, không cho tôi hưởng, bắt tôi đi cõi khác là không có đi, ở đây hưởng. Tức là lúc đó chúng ta vẫn từ chối, nhưng Ngài Bồ Tát Quan Âm vẫn sao? Vẫn vui vẻ và xả bỏ cái điều sai lầm của mình, để Ngài ẩn nhẫn, Ngài tìm phương tiện giúp đỡ chúng ta. Thì đó là cái lòng từ của các vị Bồ Tát như vậy. Mà rõ ràng là một vị Bồ Tát mà xuống cái cõi chúng ta mà muốn giáo hóa cho thành công một đời á, thì rõ ràng là tu phải nói là cái năng lực các vị lớn lắm, mới đủ sức ẩn nhẫn mà ở đây cho suốt một đời mấy mươi năm á. Thì cái cõi các ngài nó rất là bình yên, khi nhận được đạo lý rất là bình yên. Nhưng mà khi đi qua ra để mà hoằng hóa độ sanh, giúp một người để cho họ hiểu đạo lý khó vô cùng, có khi là 10 đời, 20 đời theo giúp người đó, thì người đó chỉ hiểu được xíu xiu Phật Pháp à. Có thể chấp nhận chúng ta một thời giảng, chứ chưa chắc là gặp nhau một đời mà người đó có thể chấp nhận hết thời giảng của vị thầy mình. Nhưng mà vị đó vẫn đeo đuổi, vẫn theo dõi, vẫn ẩn nhẫn, vẫn nhịn chịu những cái khó khăn, những cái phản đối của đệ tử mình, cho tới khi nào nó chấp nhận đạo lý giác ngộ giải thoát, tu tập tốt, thì vậy là vị thầy mới tạm thời yên tâm. Và cho tới khi mà chúng ta thực sự giác ngộ thành Phật rồi, thì cái trọng trách của vị đó mới hết với chính mình. Và đó, chư Phật và chư Bồ Tát, cái lòng từ của các ngài nó quá lớn đi, lớn đến mức độ mà chúng ta không thể dùng cái ngôn từ nào mà nói được cái lòng từ của các vị. Tại vì rõ ràng là chúng sanh ở cái cõi này nó căng cường khó độ lắm. Căng cường khó độ thì chính mình cũng vậy nè. Mình đã từng đi chùa, mình đã từng tụng kinh, nhưng mà buông ra thì mình cũng sân si, rồi mình cũng đấm trước, chứ mình đâu có chịu nghe lời Phật buông cái hết mọi cái đâu. Mình chưa làm nổi điều đó, rõ ràng là mình cũng rất là căng cường. Nhưng mà như vậy Phật vẫn thương mình, Bồ Tát vẫn thương mình, vẫn ẩn nhẫn để xả bỏ những cái lỗi lầm, không chấp,
không có chấp trước những cái lỗi lầm của chúng ta. Chứ thường ở như cái tâm niệm bình thường của mình, là mình giúp đỡ một người nào đó, mình cũng tận tâm, tận lực giúp đỡ người ngày này qua tháng kia, ngày kia qua tháng nọ, rồi tới hồi mà họ nghĩ xấu mình, họ phản đối mình, hoặc là họ chửi rủa, họ không chấp nhận mình, thì mình còn giúp tiếp nổi nữa không? Khó lắm. Mình không có đủ cái lòng từ đó đâu. Trời ơi, tôi giúp cho cả đời mà bây giờ mày đặt nói xấu, thôi dẹp đi, để tôi lo người khác. Không có rảnh, không có rảnh để tiếp tục lo người này nữa. Đó là chúng ta không có đủ lòng từ làm chuyện đó. Nhưng Bồ Tát không phải là một đời như vậy đâu, mà là nhiều đời đối với chúng ta. Chư Phật nhiều đời theo dõi từng bước chân của tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới này, để tạo phương tiện giúp đỡ từng chút từng chút. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây, mỗi người đều đến Phật Pháp, mỗi hoàn cảnh khác nhau đúng không? Mỗi người có mỗi kiểu tới đạo Phật khác. Thì đó là cái cách thức của chư Phật, chư Bồ Tát tạo điều kiện này, tạo điều kiện kia, với cái căn cơ, với trình độ của mình chừng đó, thì các vị là tạo điều kiện chừng đó để làm sao cho chúng ta quay trở về với Phật Pháp là các vị làm. Rồi tìm cách nào đó để nâng bước chân chúng ta, nâng cái trí tuệ chúng ta, nâng cái công phu chúng ta lên, để chúng ta hiểu sâu về Phật Pháp, để chúng ta được sống an lạc là các vị làm. Cho nên là các vị luôn luôn là vui vẻ và bỏ qua tất cả những lỗi lầm của tất cả chúng sanh trong cõi giới vô minh này. Nói như vậy, chúng ta đang rất là vô minh, nhưng mà vẫn được chư Phật rất là vui vẻ thương chúng ta, nâng bước chân chúng ta từng bước để về với cái chân trời giác ngộ. Thì đó là cái điều mà ở đây cái người cảm nhận được cái lòng đại từ đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, năng hỷ xả, tức là xả bỏ những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi của chúng ta trong cõi này, những cái sai quấy của chúng ta trong cõi này, Bồ Tát Phật không chấp, không có chấp, không chấp mới thương mình, mới giúp tiếp. Chứ còn các vị mà chấp một cái là mình khổ kệ mình, mắc mới và các vị tới chi nữa. Nhưng mà do các vị hỷ xả được, bỏ được những lỗi lầm của mình và vui vẻ tiếp tục để hành Phật sự mà giúp đỡ chúng ta, cứu độ chúng ta. Đó là cái tâm của các vị Bồ Tát. Và cái điều mà được khen tặng nữa là thường hành bình đẳng nguyện, tức là cái nguyện của chư Phật, chư Đại Bồ Tát á, là khi xuống đây là thương tất cả chúng sanh như nhau, không sai biệt. Dù người đó có nhớ tới niệm cái danh hiệu của Ngài, Ngài cũng thương. Hoặc người đó không nguyện, không niệm danh hiệu của Ngài, Ngài vẫn thương như vậy. Hoặc là chúng ta có chửi Ngài, Ngài cũng thương, Ngài không có bỏ chúng ta. Cái bình đẳng đó, người thân cận lễ lại là cúng dường Ngài, Ngài cũng thương. Người mà chống đối hơn thua vẫn được Ngài thương. Gọi là bình đẳng. Thì khi mà cái lòng từ đó đó đủ cái sức để có thể cứu độ tất cả chúng sanh, thì sẽ đi đến cõi ta bà này bằng cái sự bình đẳng thực sự, bằng tình thương chung cho tất cả chúng sanh muôn loài, không có sự phân biệt. Không phải là bây giờ giống như chúng ta thấy á, ở gia đình thôi, có khi là năm đứa con mà chúng ta thương cũng không đều, đúng không? Đứa nào mà nó ngoan, nó hiện, dễ thương thì mình thương nhiều nhiều một chút. Cái gì tôi gặp nhiều ông cụ, và cụ rầy con vô đó, mày cãi tao, tao không chia của cho mày. Nếu mà đứa nào ngoan thì được chia của, tới hồi mà ông cụ và cụ chuẩn bị mất thì chia của. Đứa nào mà hiền, đứa nào ngoan, đứa nào giỏi, đứa nào tốt là được phần nhiều hơn. Còn đứa nào mà lì lợm mà cãi là được phần ít hơn. Nó con thôi, trong đống ruột mình sanh ra, mà có nhiều khi chúng ta còn không bình đẳng nổi. Nhưng mà ở đây cái tâm của các vị Bồ Tát thì khác à. Không có chuyện đó, dù chống đối Ngài, Ngài vẫn thương như vậy. Nhưng mà có điều là khi cái chúng ta chống đối, chúng ta không theo con đường của Ngài, thì Ngài chưa có đủ duyên để giúp chúng ta thôi. Nếu chúng ta quy thuận, chúng ta quay về để theo con đường của Ngài thì Ngài giúp liền. Cho nên khi chúng ta vừa phát thiện tâm là chúng ta có cái duyên lành. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Thì rõ ràng là các vị luôn luôn chờ đợi, phải nói là ẩn nhẫn chờ đợi chúng ta từ đời này qua tới kiếp nọ. Những người đang lâm vào cái, đang làm những cái việc cực ác, nhưng vẫn được chư Phật chư Bồ Tát ẩn nhẫn chờ đợi để giúp họ. Khi một lần một ý niệm khởi thiện tâm là họ liền gặp thiện duyên để đi tới con đường thiện liền. Đây là một điều rất là lạ, rất là lạ. Mà rõ ràng là ở trong chúng ta ở đây, không hẳn là từ nhỏ lớn là chúng ta làm thiện sanh ra là được, chúng ta làm người tốt đi tới chùa liền, đúng không? Chúng ta cũng đã từng làm những điều tội lỗi, nhưng mà khi chúng ta đã hồi tâm hướng thiện á, thì liền gặp duyên lành, liền được cái sự giúp đỡ để chúng ta tiến sâu hơn trên con đường thiện, tiến sâu hơn con đường giác ngộ giải thoát liền. Thì điều đó để thấy rằng cái tâm bình đẳng của các vị á, các vị vẫn thương yêu giống như nhau, nhưng mà người nào được giúp trước, tức là người đó có cái duyên lành quay về con đường thiện trước thì người đó được giúp.
Giống như trong chúng ta ở đây cũng có rất là nhiều người niệm ngày Quán Thế Âm, nhưng người thì được, người thì không. Có nhiều người thắc mắc đúng không? Tại sao mà con cũng là suốt ngày suốt đêm niệm ngày Quán Thế Âm mà con không có được giúp, mà cái người kia niệm lại được giúp? Và có những cái chuyện rất là huyền thoại xảy ra. Như chuyện nãy tôi kể là ông kia đi thẳng bước mấy bước tới Hàm A Xít mà đi đụng tường nhà của mình là rất là huyền thoại, nhưng vẫn được giúp như vậy. Rằng là cái duyên lành của người đó rất là lớn đối với Bồ Tát. Đã nhiều đời họ đã có công phu, đã sử dụng cái thiện tâm rồi, cho nên đời này họ chỉ cần tác niệm là cái đó nó thành cái lực để có thể kết được cái duyên lành nhanh hơn mình. Còn mình niệm mà cả đời của mình, nhưng mà mới quá, chưa đủ cái lực để kết nối được cái từ tâm kia. Mặc dù các vị cũng thương, nhưng mà thương có thể giúp chúng ta ở một cái chừng hạn nào đó, chứ không theo hết ý muốn của mình. Ví dụ như mình đau khổ quá, nhưng mà các vị không làm cho chúng ta hết khổ liền, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ có bớt khổ ở một chừng nào đó, chứ không phải là không có. Mà chưa tội nguyện. Chưa tội nguyện là gì? Mình chưa có đủ cái thiện tâm, chưa có đủ cái thành ý, chưa đủ năng lực để hóa giải hết những cái chuyện mình muốn. Thì chúng ta chưa đủ công phu, phải dùng từ đơn giản là chúng ta chưa đủ công phu. Chứ không phải là Bồ Tát không giúp chúng ta, không phải là Phật không giúp, Phật không thương đâu, không phải là Phật so sánh phân biệt. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giá của nó. Cái thành tâm chúng ta đến cái độ nào đó thì nó sẽ có năng lực liền. Thành ra đây chúng ta thấy sự bình đẳng của Phật Bồ Tát là các vị không bỏ sót một ai, tình thương các vị nó gần như là trang rải khắp. Thì tùy cái tâm của chúng ta, giống như bây giờ cái tâm chúng ta chỉ trong sạch được cái bình nhỏ xíu thì chúng ta hứng được một miếng nước cam lồ nhỏ. Nhưng mà tâm chúng ta trong sạch rộng lớn quá thì chúng ta hứng được cam lồ nhiều, để mình có thể tẩy xóa được cái nghiệp tập phiền não của chính mình, là do công phu làm thanh tịnh tâm của mình nhiều hay là ít. Và thứ bảy là Nam Mô Trú Dạ Thần Vô Tổn Hại Quán Âm Như Lai Thệ Diệt Tam Đồ Nguyện. Chúng ta thường hay tụng cái bài cầu an là cái gì? Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường, tú dạ lục thời hằng kiết tường, không? Nhất thiết thời tung kiết trường giả, nguyện chư thiện sư ai nhiếp thọ. Tức là trú dạ kiết tường là trong cả một ngày một đêm có 6 thời. Chúng ta thường để cái tâm chúng ta trong cái an ổn thanh tịnh trong 6 thời là sáng, trưa, chiều, tối rồi đó. Tức là trong lục thời hành đạo chúng ta luôn được sự tốt lành. Thì ở đây ngài Quán Thế Âm, cái tâm của ngài á là luôn luôn để ở chỗ để chúng sanh trong cái chỗ an lạc thuần khiết không tổn hại đó, trong lục thời hàng ngày hàng giờ là chúng ta luôn luôn được ở trong đó, ở trong cái sự bao bọc thanh tịnh an lạc của Phật và Bồ Tát. Nhưng có điều là chúng ta không chịu ở đó mà chúng ta quậy, chúng ta đi ra. Cho đáng lý mà chúng ta chịu ở yên để cho Phật Bồ Tát ra tay cứu độ, là không có ngày nào, không có giờ nào, không có phút giây nào chúng ta không yên ổn hết đó. Chúng ta đâu có chịu đâu, bây giờ đang ngồi rất là bình yên đây. Nhưng mà hồi là bắt đầu chúng ta phải nghĩ cái chuyện là phải tính toán, phải hơn thua cái gì gì đó. Tức là chúng ta rời khỏi mảnh đất bình an của mình để chúng ta đi theo cái tâm hơn thiệt của mình, phải không? Chúng ta hơn thua chừng nào thì chúng ta rối loạn chừng đó. Chúng ta hết hơn thua, chúng ta yên ổn thì tự động là chúng ta sẽ thoát khỏi cái sự rối rắm liền. Thành ra chúng ta thấy sự rối rắm là do ai? Do mình, chứ đừng có bao giờ đổi thừa hoàn cảnh. Ai mà bị khổ mà đổ thừa là tại sao trời cư xử tôi như vậy, tại sao Phật không thương tôi mà không cứu giúp. Nhưng mà nhìn kỹ lại coi ai là người quấy rối. Chính mình quấy rối mình, chứ không phải là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát luôn luôn là lục thời muốn cho chúng ta yên. Tức là cả ngày lẫn đêm tâm tư của chư Phật, tâm niệm của chư Phật Bồ Tát luôn luôn muốn cho chúng sanh an lạc, giải thoát. Chứ cái chuyện đó là không bao giờ rời khỏi tâm niệm của các ngài. Và không có phút giây nào mà Phật Bồ Tát muốn cho chúng ta bị sao động hết á, nhưng mà chúng ta không có chịu làm theo, chúng ta từ chối sự bình yên của chính mình. Ngồi đây rõ ràng là chúng ta rất là bình yên đúng không? Nhưng mà hồi đứng dậy là bắt đầu có chuyện á. Đứng dậy người này mà dẫm chân người kia một cái coi thử coi cái chuyện yên hay là không yên liền. Rõ ràng nó xảy ra là tự chúng ta xáo trộn. Thành ra là trong tất cả các thời, tức là khi mọi người mà cảm nhận được sự an lạc của chư Phật Bồ Tát rồi, cảm nhận được sự an lạc, sự hạnh phúc trong tự tâm mình rồi, thì mình thấy rõ ràng là chư Phật và chư Bồ Tát thường hay hộ niệm chúng ta, thường hay gìn giữ chúng ta ở trong cái cõi giới an lạc thanh tịnh đó. Cho nên đó,
Ở đây chúng ta mở ngoặc tí nữa nè, tất cả những người quy y Phật khi bỏ thân mạng này á, là chúng ta liền ở trong cái cõi giới của Tam Bảo trước đó đã. Rồi nghiệp tập tính sao? So với một người không quy y có cái sự khác nhau khi bỏ thân mạng này. Cái người không từng quy y đạo Phật khi chết họ ở một cõi giới rất là lộn xộn. Người quy y đạo Phật chết có một cõi giới riêng của Tam Bảo. Xong rồi mới nói tới cái chuyện nghiệp tập tính tiếp. Nhưng mà khi bỏ thân mạng này là chúng ta được về đó cái này, được về ở trong cái cõi giới đó trước. Thật ra chư Phật Bồ Tát luôn luôn dành cho chúng ta những cõi giới yên ổn và thanh tịnh, không lúc nào không có. Không lúc nào chúng ta không được cái sự bao bọc, che chở, quan tâm, giúp đỡ của chư Phật và chư Bồ Tát hết. Quý vị, chúng tôi trước thường hay nói với các vị Phật tử mà ngủ thức dậy, cái điều trước tiên á là chúng ta nên chắp tay hướng về chư Phật mười phương đảnh lễ để tạ ơn chư Phật, chư Bồ Tát giùm đi. Không có mấy ngày chúng ta ngủ chúng ta đi tuốt luốt luôn chứ không có thức dậy nữa đâu. Không có chư Phật, chư Bồ Tát chúng ta không thể yên ổn ngồi đây được một giây, chứ đừng nói là được một tiếng đồng hồ. Để dĩ chúng ta được ngồi yên ổn trong đạo tràng này, hoặc là chúng ta được yên ổn ăn một bữa cơm, yên ổn ngủ một giấc ngủ, chúng ta nghĩ rằng mình ngon lắm, mình có tài, mình có đức, mình mới được ngủ yên, ăn ngon, không có đâu. Nếu không có sự trợ lực, sự giúp đỡ, sự gia hộ chư Phật Bồ Tát, chúng ta không có phút giây nào chúng ta yên. Vì cõi này là cõi dục, cõi dục là cõi quản lý của ma. Cho nên là ma không bao giờ muốn cho chúng ta yên, mà nó muốn cho chúng ta luôn luôn bị khuấy động. Và trong giấc ngủ chúng ta đâu có tự chủ ngủ, và chúng ta cũng không tự chủ thức được đâu. Nếu mà chúng ta ngủ mà chúng ta được thức dậy là nhờ cái ơn của chư Phật, chư Bồ Tát gìn giữ và trợ giúp để chúng ta có được giấc ngủ yên bình và có được cái buổi bình minh tốt đẹp cho mình. Nên một người mà biết ơn thì nên chắp tay đảnh lễ tạ ơn Đức Phật và chư Bồ Tát sau khi chúng ta được hưởng một đêm dài ngon giấc. Chúng ta nên đảnh lễ tạ ơn. Và kết thúc một ngày sau những công việc mệt nhọc mà chúng ta thành tựu hay là không thành tựu đó, thì chúng ta cũng nên lại tạ ơn chư Phật Bồ Tát, là nhờ chư Phật và Bồ Tát cho con được sống yên ổn qua một ngày. Bây giờ con bắt đầu con xin được ngủ, xin Phật tiếp tục gìn giữ cho con được yên ổn trong cái lòng từ của Đức Phật cho tới hết một đêm dài đó. Thì vậy là trước khi ngủ chúng ta cũng đảnh lễ tạ ơn Phật, sau khi thức chúng ta cũng đảnh lễ tạ ơn Phật. Vì là ngủ và thức chúng ta đều có Phật, phải không? Thì đời sống chúng ta sẽ được yên bình hơn. Đây là một điều là để thể hiện cái sự hiểu biết của mình. Thật sự thì chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng làm chuyện này, không cần mình cảm ơn, các ngài cũng đã làm từ xưa tới bây giờ rồi. Bây giờ mình lớn lên, mình hiểu biết, mình mới biết cảm ơn ngài. Người có trí tuệ thì sẽ thấy được sự giúp đỡ của người lớn trong từng lúc. Nó có những cái chuyện giống như cái người thế gian á, mà cho con đi học á. Đây không biết có người nào mà người Trung Hoa á, thường thương con thì con nó sẽ hư. Giới thiệu cho đứa con đi học nghề ở cái cơ sở nào đó thì là nói với ông chủ là cứ hành hạ nó tới nơi đi, gây khó dễ nó cho nên nó mới nên người. Nhưng bên sau thì lòn tiền để trả tiền cho người chủ này. Nhưng bên ngoài thì phải xử nó cho đẹp. Nếu mà cưng chiều nó sẽ hư. Nó thường là như vậy. Cho nên các vị có khi cũng phải tạo khó khăn cho mình nên người. Đừng nghĩ rằng khi mà chúng ta gặp khó khăn là Phật Bồ Tát không giúp chúng ta, không phải như vậy. Chúng ta gặp khó khăn coi chừng là các vị đang tìm cách để khai ngộ chúng ta bằng cái kiểu gì đó. Như lâu lâu rồi thấy mình mệt quá là các vị cũng cho mình bình yên đượng khúc. Rồi bắt đầu thử tiếp. Từ thử tiếp để nâng bước chúng ta đi. Nó thường là như vậy. Giống như là tất cả những học sinh mà tới cuối năm đều phải thi mới được lên lớp. Thì chúng ta cũng phải vượt qua những cái khó khăn gì đó, chúng ta mới thăng được một tầng bậc tâm linh của mình. Chúng ta vượt được cái khó khăn nào đó thì phước báo chúng ta mới thăng tiến được một phần. Chứ còn đi suông suông thì chắc chắn chúng ta không tiến bộ lắm. Cho nên là thường trong cuộc đời chúng ta phải gặp những chuyện này chuyện kia. Nhưng mà dù gặp bất kỳ chuyện gì thì chúng ta nên tin tưởng rằng bên sau luôn có Phật và Bồ Tát. Và nhất là tâm nguyện của Ngài Quán Thế Âm luôn luôn nâng chân đỡ bước cho chúng ta đi, luôn luôn bao bọc che chở và giúp đỡ chúng ta. Cho nên Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm nó có một cái nguyện rất là lớn đó. Thì trong 6 thời, tức là cả ngày lẫn đêm của chúng ta đó, không có giờ nào Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm bỏ rơi chúng ta. Giờ nào phút nào là Ngài cũng có bên cạnh. Vì đó là cái gì? Ngài
có một cái thệ diệt tam đồ khổ của chúng ta. Tức là trong cái tam đồ này có bao nhiêu cái khổ ách, thì Ngài Quán Thế Âm có cái nguyện để diệt trừ nó, để đem lại sự an lạc cho tất cả chúng ta. Đó là cái thệ của Ngài Quán Thế Âm rồi. Cho nên khi chúng ta khổ mà chúng ta hướng về Ngài Quán Thế Âm là chúng ta sẽ bớt khổ, hoặc là chúng ta sẽ thoát khổ, là tùy cái công phu tu hành của mình. Như Ngài có cái nguyện là nó diệt tam đồ khổ rồi, thì bao nhiêu cái khổ trong cái cõi tam đồ này Ngài có cái nguyện để dứt trừ, để cho chúng ta được an lạc. Như vậy là lúc nào chúng ta sống là chúng ta vẫn có được cái ở trong cái lòng từ bi, trong cái lòng đại bi, ở trong cái sự che chở, bảo bọc và giúp đỡ của Bồ Tát Quán Thế Âm hết, chứ không có cái lúc nào chúng ta không có. Rồi cái thứ 8 là Nam Mô Vọng Nam Nhân cầu lễ bái Quán Âm Như Lai và tỏa giải thoát nguyện. Tức là ở đây cái người ghi cái lời đảnh lễ này, tức là chúng ta hướng vọng tới cái cõi của Ngài Quán Thế Âm á. Vọng Nam Nhan cầu lễ bái, tức là chúng ta hướng về cái cõi của Ngài Quan Âm Nam Hải, phải không? Nam Nhan. Vọng hướng về cái cõi ở của Ngài Quan Âm Nam Hải để chúng ta cầu lễ bái, cầu lễ bái Ngài Quán Thế Âm Như Lai. Để cầu gì nữa? Là chúng ta được giải tỏa, chúng ta được giải thoát, chúng ta được giải thoát. Đó là cái nguyện của Ngài Quán Âm. Thì như vậy là khi một người nào mà bị trói buộc, bị khổ đau mà hướng tới Ngài Quán Thế Âm á, để cầu được thoát khỏi sự trói buộc, cầu thoát khỏi sự khổ đau, thì chúng ta cứ vọng hướng để lễ bái và cầu nguyện Ngài. Đó là cái nguyện của Ngài. Cái nguyện là muốn cho chúng sanh được giải thoát, cái nguyện là giải tỏa tất cả những khổ đau trong trần gian này. Nhưng chúng ta phải biết hướng về đó để cầu lễ bái. Cho nên ở đây là Nam Mô Vọng Nam Nhan cầu lễ bái Quán Âm Như Lai và giải thoát tâm nguyện. Thì Ngài Quán Âm Như Lai là cái người và giải thoát, đó là tâm nguyện của Ngài. Lúc nào và tỏa giải thoát, đó là lúc nào nơi Ngài á, cái tâm của Ngài cũng gìn giữ cái hoài bão giúp cho tất cả chúng sanh được giải thoát. Cái điều này không bao giờ Ngài bị lui sụp, không bao giờ Ngài bị thối thất. Mà muốn được như vậy thì chúng ta nên hướng về đó, vọng hướng về đó để cầu lễ bái và chúng ta tu tập. Nhờ tất cả những công phu mà trước khi chúng ta tọa thiền, trước khi chúng ta tụng kinh, thì chúng ta đều có cái vọng hướng đến cái cõi chư Phật. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn niệm Phật đi, thì chúng ta vọng hướng tới cõi Tây Phương Cực Lạc. Muốn niệm Ngài Quán Thế Âm thì vọng hướng tới ngày cái Quan Âm Nam Hải, ví dụ vậy. Thì chúng ta hướng về đó, chúng ta đảnh lễ, chúng ta cầu khẩn trước khi chúng ta công phu. Nhà con tên vậy, tuổi vậy, con muốn niệm Ngài để được cái gì, xin Ngài gia hộ cho con, ví dụ vậy. Thì chúng ta vọng hướng tới đó, cầu khẩn đảnh lễ, thì nó sẽ có được cái trợ lực, có được cái sự gia trì mạnh hơn là chúng ta làm bình thường mà không có vọng hướng đảnh lễ. Nó giống như bây giờ chúng ta đang bị rất là khó khăn trong công việc gì đó, thì chúng ta cứ hướng về đó để đảnh lễ cầu khẩn, rồi chúng ta hãy niệm danh hiệu của Ngài, hoặc là niệm cái tâm chú của Ngài, hoặc là niệm chú đại bi gì đó, thì chúng ta cũng phải vọng hướng để đảnh lễ cầu sinh, thì nó sẽ có được cái năng lực tốt hơn là chúng ta niệm bình thường. Rồi cái thứ 9 là Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quán Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Tức là cái nguyện của Ngài là độ tận tất cả chúng sanh, không bỏ sót chúng sanh nào. Nhưng Ngài lại tạo cái pháp lành, dùng cái từ thuyền du, tức là Ngài du thuyền trong cái gì? Trong cái cõi lục đạo luân hồi này, trong cái cõi tam giới này, tức là trong cái dục giới, pháp giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, Ngài luôn luôn du thuyền bát nhã, phải không? Độ quần sanh. Là không phải là độ trong cõi người chúng ta đâu, mà cõi trời Ngài cũng tới độ. Ngay cõi trời có cõi trời hữu sắc, cõi trời vô sắc Ngài cũng tới đó độ. Rồi ngay cả những loài trời, loài Atula, loài người, rồi loài súc sanh, loài ngạ quỷ, và ở trong cõi địa ngục, Ngài cũng đến đó để tạo cái pháp lành, tạo cái thiện duyên để có thể cứu thoát người ta ra khỏi. Thì vậy là cái nguyện độ tận là không bỏ sót chúng sanh nào, dù chúng sanh ở một cái cõi giới nào. Ở cõi người chúng ta thấy khó khổ, nhưng mà so với cõi ngạ quỷ nó còn khổ hơn nữa, so với cõi súc sanh còn khổ hơn nữa, so với cõi địa ngục còn khổ hơn nữa. Thế mà Bồ Tát vẫn du dân vân du tới đó để mà độ thoát, không bỏ sót một chúng sanh nào hết. Thì để thấy rằng lòng từ của Ngài là như vậy.
vì Ngài đã phát nguyện là độ tận chúng sanh rồi. Thật ra còn một chúng sanh trong pháp giới này còn đau khổ thì Ngài còn đích thân tới nơi để chuyển hóa họ quay về với chánh pháp. Thì thường nếu mà chúng ta có một phát nguyện mà độ chúng sanh là chúng ta phải có phát nguyện câu này. Không, con phát nguyện là đời đời kiếp kiếp khi con được tu tập để được giác ngộ để thoát là con sẽ độ tận chúng sanh. Độ tận có nghĩa là sau khi mà còn chúng sanh đau khổ là con còn phải đích thân đến với họ, khuyên lân dìu dắt họ, chuyển hướng họ để quay trở về với chánh pháp, để họ tu tập được giác ngộ giải thoát. Thì khi tất cả chúng sanh được giác ngộ giải thoát rồi thì Phật và Bồ Tát mới ngừng nghĩ cái việc độ sanh. Còn một người mê lầm như mình ở đây là Phật Bồ Tát vẫn còn phải cực nhọc. Bồ Tát vẫn còn phải tới lui đây nhiều, nhiều đời nhiều kiếp nữa. Nếu mình còn sanh tử ngàn kiếp nữa là các vị cũng còn hiện thân đúng 1000 kiếp nữa để giúp mình. Khi nào mà mình đã hết sanh tử luân hồi rồi, mình đã giác ngộ hoàn toàn thì Phật Bồ Tát mới rảnh rang được, chứ thôi các ngài vẫn còn cực với mình hoài. Rồi cái thứ 10 là Nam Mô Tiền Tràng Phan Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Và chúng ta thấy là khi mà thờ các người mà tu tịnh độ, thờ Phật Di Đà thì một bên là gì? Bên Bồ Tát Quán Thế Âm, một bên vị Đại Thế Chí. Nhưng mà trong những cái tuyện tích về cái việc mà vãng sanh Tây Phương thì ta thấy là sao? Ở đằng trước có tràng phan, ở đằng sau có bảo cái, có dù, có lọng để che, để rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Thì vậy là Nam Mô Tiền Tràng Phan Hộ Bảo Cái, có nghĩa là bất kỳ một người nào mà tu tập tốt á, mà cầu được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì khi lâm chung là sẽ có tràng phan bảo cái để rước đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Thấy sướng quá ha. Đó thì vậy là Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, tức là ơn trước có tàng phan để che chắn chúng ta, để không bị gió sương, không bị nắng táp mưa sa, phải không? Rồi ở phía sau có cái bảo cái là cái lọng để che, giống như cái dù, cái lọng lớn mà thường thường quý vị thấy rước mấy vị hòa thượng á, có tràng phan rồi có bê, có tích trượng rồi đó. Thì vậy là khi mà chúng ta được tiếp dẫn về Tây Phương á, thì luôn luôn được chư Phật và Bồ Tát. Có những người mà nằm mộng, tức là niệm Phật một thời gian rồi nằm mộng thấy được đi trên hư không, có hằng hà sa số trần gian bảo cái che chúng ta rước về để cõi giới Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng tôi gặp cũng có một số người họ kể chuyện như vậy, nằm mộng họ thấy như vậy. Thì đây một cái người hiểu biết được cái tâm nguyện ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là người gọi là hai vị phụ tá cho Đức Phật Di Đà, một là ngài Đại Thế Chí, hai ngài là Quán Thế Âm. Và khi mà Phật Di Đà ứng hiện để rước bất kỳ chúng sanh nào về Tây Phương Cực Lạc thì đều có ngài Quán Thế Âm và ngài Đại Thế Chí cả. Nhưng mà có những như chúng ta đã học trong cái cửu phẩm liên hoa á, thì có những cái gọi là cái từ cái trung phẩm mà trung sanh trở xuống á là chúng ta không có được gặp Phật liền đâu. Cái thượng phẩm mà hạ sanh trở xuống cũng chưa được gặp Phật liền, mà gặp ngài Quán Âm và Đại Thế Chí thôi. Thì chúng ta có gặp các vị Bồ Tát rồi, các vị Bồ Tát này mới hướng dẫn tu tập, tức là ngài Quán Âm và ngài Đại Thế Chí hướng dẫn chúng ta tu tập. Tu tập đến một chừng mức nào đó đủ duyên thì chúng ta mới hy vọng được gặp Phật. Chỉ có thượng phẩm thượng sanh và thượng phẩm trung sanh. Thượng phẩm trung sanh được gặp Phật liền, thượng phẩm trung sanh là tới 21 ngày sau mới được gặp Phật. Rồi thượng phẩm hạ sanh là cũng lâu lắm mới được gặp Phật, chứ không phải là được gặp liền. Vì vậy là cái người mà đưa chúng ta lên Tây Phương Cực Lạc cũng là ngài Bồ Tát Quán Thế Âm nữa. Tiếp dẫn chúng ta từ cõi Ta Bà đi tới cõi Tịnh Độ thì cũng là ngài Quán Thế Âm. Đó là cái nguyện thứ 10, phải không? Nguyện thứ 11 là Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Tức là khi mà chúng ta ở đây á, là Đức Phật Di Đà là cái người được gọi là gì? Di Đà là tiếng Phạn là Amita, được dịch là Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang. Thì cái vị mà Vô Lượng Thọ đó đó, Vô Lượng Thọ đó là có cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đã thọ ký, là Đức Phật Di Đà Như Lai đó, Quán Âm Như Lai đó được Đức Phật Di Đà thọ ký là giúp đỡ tất cả chúng sanh đều về được cõi giới Phật để tu hành được thành Phật. Thành Phật là đạt được cái Vô Lượng Thọ giống như Đức Phật. Hoặc là ngài Quán Thế Âm cũng được Đức Phật A Di Đà thọ ký cho ngài Quán Thế Âm sẽ tu tập, khi mà thành Phật cũng được Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới giống như Đức Phật.
Và nếu như chúng ta có phát nguyện, có tu tập tốt thì chúng ta cũng sẽ được Đức Phật A Di Đà thọ ký cho chúng ta, giống như ngày Quán Thế Âm, là khi thành Phật sẽ được vô lượng thọ Phật. Và cảnh giới vô lượng thọ đó là cái cảnh giới mà bất sanh bất diệt, không có tuổi thọ, không có ngày giờ, không có năm tháng, không có hư hoại, không thể tính kể bằng cái trí tuệ của người trần gian được, gọi là cái vô thượng thọ Phật cảnh giới. Tức là cảnh giới của Đức Phật vô lượng thọ đó là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà hiện có rồi, và ngài Quán Thế Âm là được Đức Phật A Di Đà thọ ký, thọ ký để được cái quả vị giống như Đức Phật A Di Đà như vậy. Cái nguyện thứ 12 là Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Tái Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Tức là ngày Quán Thế Âm á, là ngày đã tu 12 cái nguyện này, cho nên ngài đạt được cái quả là Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Tái. Tức là cái thân của ngài đoan nghiêm, đẹp đẽ, trong sáng, màu nhiệm, quý báu, là do tu cái quả tu 12 nguyện này. Nên người nào muốn được thân đoan nghiêm không, đẹp đẽ, màu nhiệm, trong sáng, từ bi gì đó, tất cả những cái đẹp mà không có cái gì có thể so sánh được. Cho nên những người mà thợ giỏi chừng nào, những cái nghệ nhân giỏi chừng nào, những họa sĩ giỏi chừng nào thì tạc tượng, vẽ tượng ngài Quán Thế Âm càng đẹp chừng đó, nhưng mà vẫn chưa có đủ cái sức để có thể diễn tả cái đẹp mà chúng ta được nhận định ở đây bằng cái trí thức phân biệt của mình ở đây á. Đối với cái hình dáng của ngài Quán Thế Âm á, thì chưa bằng cái đẹp một phần tỷ của ngài vốn có. Tại cái đẹp ngài Quán Thế Âm là không có gì có thể so sánh được ở cõi này, và cũng không có vị nào có thể so sánh được trong cõi giới của Bồ Tát. Bồ Tát là cái phước báo lớn rồi, cái sắc đẹp của vị Bồ Tát thì cái cộng lông của họ còn đẹp hơn mình nữa. Nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm còn đẹp hơn các vị Bồ Tát trong các cõi giới Bồ Tát đó nữa. Cho nên ở trần gian mà chúng ta có diễn tả đẹp cỡ nào cũng không có được, không có đủ, không có đúng với cái sắc đẹp vốn có. Tức là cái đoan nghiêm, cái trang nghiêm đó đó, là chúng ta chỉ tưởng tượng tới đâu là chúng ta vẽ ra tới đó thôi. Thì cái đẹp đó chỉ tới cái chừng tưởng tượng của mình, chứ chưa có đúng được cái đoan nghiêm, cái thanh tịnh, cái trong sáng, cái đẹp đẽ của ngài Quán Thế Âm đâu. Trừ trường hợp là tâm chúng ta thực sự thanh tịnh á, thì chúng ta mới hiểu nổi được cái đoan nghiêm, cái trong sáng, cái đẹp, cái vi diệu của thân tướng ngài Quán Thế Âm. Giống như bây giờ chúng ta nhìn những cái bông ở trước mắt chúng ta thấy là nó đẹp, nhưng mà đẹp theo kiến thức riêng của từng người. Mỗi người có một cái kiến thức về bông, thì chúng ta có một cái cảm nhận là bông nó đẹp ở chừng đó, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta một lần nào đó mà tâm chúng ta thực sự thanh tịnh, thì chúng ta mới thấy rằng cái bông này nó có hào quang, chứ không phải là đẹp như cái mắt chúng ta nhìn nữa. Và những ngay cái phút giây đó đó, ngay phút giây mà tâm chúng ta thực sự thanh tịnh rồi, không phải cái bông này đẹp mà cả cõi giới này đẹp. Chúng ta nhìn thấy hạt cát nó long lanh còn hơn cái viên kim cương chúng ta hiện có trong tay bây giờ. Nhưng mà khi cái tâm chúng ta không thanh tịnh là chúng ta nhìn hạt cát là hạt cát thôi, nó không có cái gì là đẹp, không có gì là đẹp. Cho nên là khi muốn cảm nhận được tới cái đoan nghiêm thân vô tỷ tái của ngài Quán Thế Âm á, là chúng ta phải tu tập giỏi, thật là giỏi, để khi nào mà tâm mình thanh tịnh thật sự thì chúng ta sẽ cảm nhận được tất cả những cái năng lực, những cái vi diệu, những cái nhiệm màu của ngài Quán Thế Âm đã ban phát cho chúng ta lâu nay như thế nào, đã giúp đỡ, đã bảo bọc, đã che chở chúng ta như thế nào từ trước đến giờ. Đó, cho nên là nếu mà một người tu tập tốt, hành đạo tốt, thì luôn luôn cảm nhận được cái năng lực, cái sự gia trì, sự hộ niệm, và cảm nhận được cái lòng từ của chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn cứu độ, giúp đỡ chúng ta từ ngày xưa cho tới bây giờ. Thì ngày hôm nay là cái ngày mà lễ của ngài Quán Thế Âm, thì chúng ta có duyên lành để được chia sẻ với nhau 12 lời nguyện của ngài. Mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta nhân cái ngày lễ Quán Thế Âm này, chúng ta tập, tức là về chúng ta lại tiếp tục có những công phu lễ lại ngài Quán Thế Âm theo 12 lời nguyện này, để chúng ta từ từ phát nguyện. Nếu chúng ta giỏi thì chúng ta phát nguyện như ngài Quán Thế Âm đã phát nguyện trong 12 lời nguyện này. Để khi mà chúng ta đã được
tâm chúng ta được thật sự thanh tịnh, để chúng ta được giác ngộ, chúng ta thành một vị Bồ Tát, thì chúng ta sẽ lui tới cõi Ta Bà độ tận chúng sanh giống như Ngài Quán Thế Âm. Để khi mà cái kết quả của 12 lời nguyện thành tựu là cái thân đoan nghiêm vô tỷ tái giống Ngài Quán Thế Âm, phải không? Thân đẹp đẽ nhiệm màu mà khắp mười phương pháp giới này không ai có thể so sánh được. Và chúng ta thành tựu được đạo quả. Tất cả những vị Bồ Tát nào mà hành đạo mà cho tới khi thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì không có vị nào không thực hiện 12 lời nguyện này cả. Và thành tựu 12 lời nguyện này tức là thành tựu Phật quả. Thành tựu Phật quả. Thì mong rằng đạo tràng của chúng ta sẽ bắt đầu phát khởi cái đại Bồ Đề Tâm. Phát khởi đại Bồ Đề Tâm. Nếu chúng ta thực hiện 12 lời nguyện của Ngài Quán Thế Âm, hoặc là chúng ta đã bắt đầu phát khởi những cái lời nguyện này để đi vào cõi Ta Bà, đi vào cõi giới mười phương để cứu độ tất cả chúng sanh giống như Ngài Quán Thế Âm, thực hành cái lời nguyện của Ngài, tức là chúng ta đã đền ơn Ngài, chúng ta đảnh lễ hàng đêm hướng tâm về Ngài để chúng ta cầu được cái năng lực của Ngài trợ giúp, đồng thời chúng ta cũng cố gắng công phu tu tập để chúng ta luôn luôn ở trong cái sự an lạc suốt sáu thời giống như Ngài đã gìn giữ mình. Thì nếu chúng ta yên ở để được chư Phật, chư Bồ Tát giúp đỡ chúng ta, thì lúc nào chúng ta cũng được yên ổn, chúng ta cũng được an lạc, chúng ta cũng được thanh tịnh, chúng ta cũng được giải thoát giống như Ngài. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với đạo tràng ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có vị nào có thắc mắc gì không? Chúng ta có thể trao đổi một ít điều, cái gì có thể đặt câu hỏi trực tiếp, hoặc là nếu mà không dám hỏi trực tiếp thì chúng ta sẽ viết giấy gửi lên, chúng tôi sẽ trả lời. Nhưng mà giao trước là buổi sáng này chúng ta dành cho những câu hỏi liên quan tới Phật Pháp. Còn muốn hỏi bệnh gì đó là phải buổi chiều ha. Chúng ta chờ buổi chiều. Thấy cái câu này là câu được hỏi lần thứ hai tại đây rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Pháp vô lượng vô biên mà sự học hiểu những người sơ cơ chúng con quá cạn mỏng. Nếu đủ duyên xin Thầy từ bi tóm kết điểm lại những chỗ huyệt, những việc gì cần làm ngay khi thực hành, nhìn lại chính mình, tự điều phục thân tâm, vượt qua chướng ngại, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày và công phu tu tập, giác ngộ giải thoát. Câu hỏi 2 về Pháp Bồ Đề Tâm. Thưa Thầy, người chưa thọ tam quy ngũ giới có thể tự dự lễ Pháp Bồ Đề Tâm không? Ngày gần đây Thầy có tổ chức buổi lễ Pháp Bồ Đề Tâm ở đâu đây không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái câu hỏi. Thật ra nếu mà một người học Phật mà hỏi theo câu hỏi này, chắc là chúng ta phải dành một bài giảng. Câu hỏi thứ nhất này sẽ là một cái bài giảng khoảng mấy tiếng đồng hồ mới hết. Tức là một người sơ cơ học Phật có những cái điều căn bản nào, từ cái việc mà chúng ta về nhà, chúng ta sinh sống ở gia đình, cho tới những cái buổi mà ngồi thiền tụng kinh của chúng ta, cho tới cái việc ăn chay niệm Phật của mình, hoặc là khi chúng ta đối xử với xã hội như thế nào, thì những cái đó đều có những cái việc rất là cần thiết. Và chúng tôi nghĩ rằng thiếu nợ câu này đi, để kỳ sau tôi sẽ giảng một bài này, là những điều căn bản của một người Phật tử tu tập cho tới khi được giác ngộ giải thoát á. Chứ tôi nghĩ là cái đề tài nó cũng rất là cần thiết và nên có thời gian dài. Chứ còn ở đây chúng ta giải thích không hết, nó cũng hơi uổng á. Chắc lẽ là không hết nổi, phải một thời gian mới hết. Kính bạch Thầy, câu hỏi thứ hai là cái người chưa có thọ ngũ giới á, thì chắc cũng chưa có hiểu gì lắm về Bồ Đề Tâm thôi, khoan hả thọ. Cho nên chúng ta ít ra chúng ta phải thọ ngũ giới để chúng ta hiểu biết về tam bảo căn bản, rồi chúng ta cũng học hiểu về Phật Pháp, thì lúc đó chúng ta mới hiểu cái giá trị Bồ Đề Tâm tới đâu, và khi đó chúng ta phát nguyện thọ Bồ Đề Tâm. Còn thường năm thì mùng 8 tháng 12 thì tại chùa Long Hương có tổ chức cái lễ thọ Bồ Đề Tâm. Hoặc là các đạo tràng ở các nơi mà nếu có cái nhu cầu có đông người thọ Bồ Đề Tâm thì chúng tôi sẽ tổ chức.
Như thường năm là cuối năm chúng tôi tổ chức, nhưng mà năm nay vì cái hoàn cảnh đó là chúng tôi bị nhập thất cho tới tới 16 tháng 12 chúng tôi mới ra thất, thành ra bữa mùng 8 là không có tổ chức tại chùa Long Hương. Thế thường năm là mùng 8 tháng 12 có tổ chức tại chùa. Thì vị nào mà chưa được thọ Bồ Đề Tâm thì nên nghe cái loạt bài giảng đó. Hình như tôi giảng cũng 4 năm cái lần giảng về cái Bồ Đề Tâm. Chúng ta nghe để chúng ta hiểu. Khi chúng ta hiểu rồi chúng ta tự nghiệm xét lại coi cái khả năng của mình đủ để mình gìn giữ cái đó cho tới ngày được thành Phật hay không. Nếu được thì chúng ta sẽ thọ. Cái câu hỏi kế tiếp là con năm nay 73 tuổi rồi, ăn chay tường đã lâu, con ăn gạo lứt múa mè. Tự con muốn cầu Phật Thích Ca, Quán Thế Âm để con và tất cả chúng sanh được mở trí huệ tinh tấn tu hành để được liễu thoát sanh tử. Con nguyện như thế có được hay không? Nguyện được cái có một lời nguyện á. Lời nguyện này nên nói trước công chúng, quý vị có thể chép. Còn ai mà nghe không được thì có thể là chúng ta sau này nghe băng giảng lại nha. Nguyện này nó hơi lớn, nguyện hơi lớn nhưng mà chúng ta cũng nên nghe đi. Tức là khi chúng ta trước khi chúng ta ngồi thiền nè, đáng lý cái này là tôi sẽ đưa cho cái bài giảng tới á. Nhưng mà đây hỏi chúng ta nói trước, cái bài giảng tới chúng ta sẽ nói lại cái bài nguyện này. Khi mà mình đảnh lễ trước bàn Phật mình khấn nguyện á, tại vì tất cả những cái nguyện nó tạo thành một cái lực cho cái công phu tu tập của chúng ta, không phải một đời này mà đời đời kiếp kiếp cho tới khi chúng ta thành Phật. Tùy cái nguyện của mình mà cái năng lực nó sẽ đưa chúng ta đi tới đâu. Ví dụ như bây giờ mình tu mình chỉ cầu là mình gia đình mình được bình yên thôi, như đó mình cảm thấy thỏa nguyện rồi thì mình tới yên yên gia đình mình là đủ. Mình cầu mình có được phước báo thì mình thấy có khá giả cái phước báo hơn chút là mình đã thấy đủ. Nhưng lần này mình không nguyện đơn giản như vậy, mình nguyện cho tới khi thành Phật. Thì từ đây cho tới khi thành Phật là mình tu làm sao, mình học làm sao, mình hành làm sao và mình chứng đắc làm sao cho tới khi mình chứng quả Phật như thế nào, đó là một cái lời nguyện của mình. Và nếu chúng ta thực hiện lời nguyện đó là tự động, ví dụ như lỡ chúng ta có mất đi trong đời này thì cái nguyện nó sẽ gìn giữ chúng ta đời sau, chúng ta tiếp tục thực hiện cái hạnh nguyện đó. Thì đó, cái hạnh nguyện là cái rất cần thiết cho những người tu tập. Nên chúng ta cũng nên phát tâm phát nguyện lớn, phát tâm phát nguyện lớn để chính nguyện nó sẽ giữ, nó sẽ ung đúc chúng ta từ đây cho tới ngày chúng ta thành Phật. Nên là khi mà đốt nhang trước bàn Phật á, thì chúng ta nên khấn nguyện, khấn nguyện. Và chúng ta nguyện không phải một mình nữa. Thì trong cái quý vị có thể nghe cái bài giảng lễ Phật thành đạo năm 2009 2008 chứ. Là chúng tôi có nói tới cái này, nói tới cái lời nguyện này. Tức là thứ nhất là ha, khi mà đảnh lễ trước bàn Phật rồi thì nguyện con nè, con tên gì, pháp danh gì đó, cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Đó là nguyện đó. Thì thứ nhất là mình cùng với chư vị hộ mình. Thế là mình ở trong cuộc sống này, bất kỳ ai, dù người đó là giàu sang hay nghèo khổ, đều cũng đều có cái người hộ chúng ta cả. Họ gìn giữ mình suốt 24 tiếng đồng hồ, dù chúng ta có ngủ đi họ cũng giữ mình. Cho nên khi mình đã lại Phật, mình làm một điều công đức phước đức là mình cũng phải nghĩ tới người ta một chút. Cho nên nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, những người hộ mạng mình, những người gìn giữ bảo bọc mình, nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, tức là dòng họ bà con mình, những người tùy tùng, những người đi theo mình, những người ở mình, những người chung quanh liên hệ tới mình có thể trợ giúp chúng ta điều gì đó trong cuộc sống này, những người liên quan mật thiết chúng ta gọi là tùy tùng quyến thuộc. Rồi cùng với tứ ân phụ mẫu của chúng ta, tứ ân phụ mẫu thì biết rồi phải không, phụ mẫu. Rồi cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Ví dụ như mình lễ đó nha, ví dụ như là cái câu chí tâm đảnh lễ nè, chúng tôi thường hay có hướng dẫn quý Phật tử lễ như thế này: chí tâm đảnh lễ hoặc là nhất tâm đảnh lễ
Nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng cửu quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài thành tâm cúi đầu cung kính đảnh lễ. Cầu khi chúng con đảnh lễ, thân biến ra muôn vạn ức thân, đồng cung kính đảnh lễ. Ví dụ như mình lễ Phật thì tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới, không? Chúng ta đó chưa? Thì chúng ta muốn lễ gì nghĩa theo cái nghi thức mà của kinh Nhật Tụng đó, thì tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp thì nó đang thường trú tam bảo cũng được. Hoặc là chúng ta chỉ cung kính đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tổ hư không khắp pháp giới cũng được, không? Rồi cái lễ thứ hai là chúng ta cũng như vậy, cũng đọc hết như vậy rồi chúng ta lễ. Tôi hay nói chơi, tôi nói tôi ít tu lắm, nhưng mà tôi tu là tôi chấp cái gì tu ngàn năm, tôi tu năm đủ rồi. Thì sao từ trước giờ là mình nhất tâm đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tổ hư không khắp pháp giới lại xuống lại. Là thứ nhất là có một mình lại, mà có một thân này lại thôi, còn này là mình lại cùng chư vị hộ mình, cùng cửu quyền thất tổ, cùng tất cả chúng sanh muôn loài đều lại hết. Và cái đặc biệt nữa là thân mình lại biến ra muôn vạn ức thân để đồng cung kính đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới. Tức là chỗ nào có Đức Phật, dù là mới thành Phật hoặc là đang thành Phật hoặc là đã thành Phật, phải không? Thì thân mình liền biến hóa tới đảnh lễ ngay cái chân Đức Phật đó, không có sót Đức Phật nào hết. Thì cái phước báo nó khác đi nhiều lắm, khác rất là nhiều, phải không? Rồi chúng ta đọc luôn cái bài chú biến thân nữa, bài chú biến thân nữa nè. Khi đó hai cái tay chúng ta chấp lên, giờ chúng ta hai cái tay chấp, thay giờ chấp gì đúng không? Chấp gì thì chúng ta cuốn ngón trỏ lại, cũng chấp hình búp sen như vậy. Ha. Chúng ta để ngang trán chúng ta bọc đọc cái bài chú biến thân. Om mani mani pharavara pharavara rudya badme maha phara bờ hê xóa ha. Đọc lại nè nha. Om mani mani pharavara pharavara rudya badme maha phara bờ hê xóa ha. Là lúc đó hai cái tay chúng ta chấp như thế này. Khi đọc xong cái câu chú đó, chúng ta búng cái tay chúng ta lên rồi mới cúi xuống lại. Hiểu chưa? Và khi chúng ta chấp cái tay mà chúng ta niệm như vậy á, là chúng ta tưởng cái thân chúng ta biến khắp khắp pháp giới để được đảnh lễ chư Phật mười phương. Thì chú này là chú biến thân. Cho nên khi mà chúng ta đọc thì hai tay chúng ta chấp bình thường, đúng không? Nhưng mà lúc chúng ta đọc chú là chúng ta co lại thôi. Cũng vẫn chấp hình búp sen mà chỉ co ngón này lại. Khi đọc xong của chú là chúng ta búng ra, chúng ta lại xuống. Búng thẳng lên đầu là chúng ta lại xuống. Thì lúc đó là chúng ta cứ tưởng tượng là cái thân chúng ta biến quá hai bên, biến hằng hà sa số thân. Tại nãy mình cầu là mình được biến ra muôn vạn ức thân, thì khi chúng ta đọc bài chú là chúng ta tưởng tượng thân chúng ta biến ra đi khắp mười phương pháp giới để được đích thân đảnh lễ từng Đức Phật. Ở quá khứ có bao nhiêu Đức Phật chúng ta cũng được đích thân đến đó đảnh lễ. Hiện tại có bao nhiêu Đức Phật chúng ta được biến hóa thân tới đó đảnh lễ. Và vị lai có bao nhiêu Đức Phật thân chúng ta cũng biến được tới đó để đảnh lễ, không? Tức là chư Phật ba đời và tận hư không pháp giới này có bao nhiêu Đức Phật thì thân chúng ta cũng biến tới đó đảnh lễ các ngài. Khắp pháp giới này có bao nhiêu Đức Phật thân chúng ta cũng biến hóa tới đó để đảnh lễ nữa. Hay là một lại là có muôn ngàn phước đức, chứ không phải là lại bình thường như từ trước đến giờ nữa. Đó là cái lại nha, cái lại nha. Bây giờ tới cái nguyện nè. Nguyện. Ê, có những người biết tu ở trong vòng 5 phút rồi phước báo xài mấy đời không hết. Bây giờ cái nguyện nè. Cái nguyện nè. Thì sau khi mình nguyện con cùng chư vị hộ chúng con cũng giống như vậy rồi. Hết cái câu nguyện đó. Thì khi mà mình đảnh lễ Phật hoặc là mình tọa thiền hoặc là mình trì chú gì đó, thì con nguyện là cái... Bây giờ con phát khởi con trì tụng bộ kinh gì đó, hoặc là con phát khởi con niệm Phật, hoặc là con phát nguyện con ngồi thiền, phải không?
thì nguyện cho con cùng tất cả những vị mà nãy mình đọc á, chư vị hộ chúng con rồi đó, thì được tiêu trừ nghiệp chướng này nha, báo chướng, phiền não chướng, tức là ba cái nghiệp đó, quan khiên trái chướng nhiều đời. Cái quan khiên trái chướng nhiều đời nó làm cho người ta bệnh tật, làm cho thế này thế kia đó, thì cũng được tiêu trừ quan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp. Những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con tiêu trừ được cái vi tế hoặc, trần sa hoặc, hoặc nghiệp, tiêu trừ lậu hoặc và vi tế ngã chấp, pháp chấp. Có những người tưởng là tiêu ngã rồi nhưng mà vi tế ngã chấp vẫn còn, cho nên vẫn có thể sống lại. Cho nên là tiêu trừ được những cái hoặc nghiệp vi tế nhỏ nhiệm nhất của mình, khai mở đại trí huệ để chúng con thấu hiểu chân lý, thấu hiểu tâm tạng giáo điển của chư như đại lễ lại, hòa nhập vào bồ đề tự tánh thanh tịnh. Tức là khi mình thấu hiểu chân lý rồi là mình nhập trong cái bồ đề tự tánh, tức là bản giác thanh tịnh của mình á, thì gọi là bồ đề tự tánh thanh tịnh. Để cho tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm mà chúng con luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý của chư Phật, tức là tâm nguyện Đức Phật độ sanh như thế nào, cái điều gì Đức Phật muốn làm là mình nói, mình làm điều giống như vậy, điều được như vậy, điều đúng như vậy hết. Luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý chư Phật mười phương, không? Để tự cứu độ mình và chúng hữu tình ba cõi ra khỏi lầm mê sanh tử luân hồi. Nguyện bắt đầu lớn rồi đó, thấy không? Là con xin nguyện được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai. Tức là mình xin mình làm tôi tớ Đức Phật rồi. Kệ nó, làm tôi tớ Đức Phật cũng được, không có lỗ đâu, đừng có sợ. Để con sẽ chuyển cái giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài có tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình xin nguyện làm sứ, được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai để mình chuyển tải cái giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng sanh đó có cái tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là họ có tâm mong cầu thành Phật, mình cũng chuyển tải giáo pháp đến với họ, và có tâm mong cầu lợi lạc giữa trần gian này thì mình cũng đem giáo pháp đó tới để cho họ được lợi lạc nữa. Hai tâm mong cầu đó, đúng không? Đủ giờ phát nguyện đủ đủ xài cho cả đời. Phát nguyện này từ đây cho tới khi thành Phật chúng ta làm mới xong. Thành ra khi mà chúng ta có một cái nguyện nào đó đó, kể từ ngày chúng ta phát tâm phát nguyện, đây là cái phát khởi được cái này, là coi như chúng ta đã phát khởi được bồ đề tâm. Hàng đêm chúng ta lễ lại như vậy, tức là chúng ta đã phát bồ đề tâm rộng lớn để độ tận chúng sanh rồi. Rồi là cuối cùng mình còn cầu thêm chút nữa cho chúng sanh, cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sanh muôn loài luôn được tinh tấn tu hành, để phước đức và trí huệ mỗi ngày mỗi được tăng trưởng, và sớm thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều sớm thành Phật. Mà muốn sớm thành Phật thì phải tinh tấn tu, mà tinh tấn tu thì phước đức tăng, trí huệ tăng thì mới đủ cái công đức phước đức thành Phật được. Chắc được hết rồi phải không? Giờ đọc lại từ đầu một lần này nha. Đọc lại từ đầu một lần. Ví dụ như phát nguyện nè, là cái nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng cửu quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài, sau cái thời tụng kinh, sau thời tọa thiền, hoặc là trong thời tụng kinh này, trong thời tọa thiền này, chúng con sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, oan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp, những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con. Không? Nguyện chúng con được tiêu trừ những vi tế hoặc, trần sa hoặc, hoặc nghiệp, lậu hoặc và vi tế ngã chấp, pháp chấp của chúng con, và cầu nguyện cho chúng con được khai mở đại trí huệ để cho chúng con được thấu hiểu chân lý, thấu hiểu tam tạng giáo điển của chư Như Lai để lại. Tức là không phải Đức Phật
bổn sư chúng ta mà tất cả chư Phật mười phương có để lại cái gì chúng ta cũng đều thấu hiểu hết, thấu hiểu Tam Tạng Giáo Điển và thấu hiểu Tam Tạng Giáo Điển của chư Như Lai để lại, hòa nhập vào Bồ Đề tự tánh thanh tịnh, để tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm của chúng con kể từ đây luôn xứng hợp với chân lý, xứng hợp với tâm ý của chư Phật mười phương, để tự cứu thoát mình và chúng hữu tình ba cõi ra khỏi lầm mê trong sanh tử luân hồi. Thấy chưa? Rồi nguyện chúng con được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai, để chúng con chuyển tải giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài ở mười phương pháp giới này. Với tất cả những người có tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và có tâm mong cầu lợi lạc giữa trần gian này. Nghe chưa? Và nguyện cầu cho tất cả chúng sanh luôn luôn được tinh tấn, luôn được tăng trưởng phước đức và trí huệ, sớm thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi hết. Thấy cái bài phát nguyện này có thể mình tu tới lúc nào? Tôi định là để giảng cái bài kỳ tới đó chứ. Thật ra khi mà có những người tu tập á, trong đạo Phật á, những người tu hết sức là tinh tấn nhưng mà thấy ở đâu nó cũng còn nguyên đó, không có thay đổi được gì hết. Lý do là người ta phát tâm phát nguyện chưa có đúng mực. Phải nói như vậy là chúng ta cái nguyện chúng ta nó không có lực, không có tới cái chiều sâu của nó. Nên chúng ta tu chúng ta thấy nó lòng vòng. Tu nhiều khi người ta hỏi, ủa tu để được làm gì? Mình cũng chẳng có biết trả lời. Tôi cũng tinh tấn lắm mà tôi cũng không biết tôi thành cái gì, tôi được cái gì, tôi mất cái gì. Thế nên là phải có một cái nguyện đó. Cái nguyện nó là một cái gì đó mà gìn giữ bảo bọc chúng ta từ đây cho tới khi chúng ta thành Phật, chứ không phải là một cái nguyện không một đời này. Mình phải đủ lớn, đủ mạnh, đủ lực để bảo bọc chúng ta trong dòng chánh pháp, không bị rớt ra ngoài. Khi ai đã phát tâm phát nguyện này rồi thì đời đời kiếp kiếp chúng ta ở trong dòng chánh pháp chứ ra không có được. Tại vì chúng ta làm chuyện đó chưa xong mà. Không, mình phát nguyện này mà mình làm chưa xong thì đời sau mình ra đời mình tiếp tục làm theo cái nguyện này nữa, và cứ mãi mãi cho tới khi thành Phật thì mới xong cái nguyện này. Đó thì đó là cái nguyện lực của tất cả những người tu theo đạo Phật. Có mấy câu hỏi trước à? Câu hỏi thứ nhất là không gian và thời gian khác nhau như thế nào? Thứ hai là gì ta? Nhãn gian có câu hiền, nhân gian có câu hiền như đất, nhưng khi đất giận dữ cũng đã vùi chôn bao nhiêu người, và gió lửa nước cũng như thế. Vậy bản chất của nó là gì? Con người cũng do tứ đại mà thành, vậy bản chất con người là gì? Sao con nghe nói nhân chi sơ tánh bổn thiện? Câu hỏi thứ ba là mỗi lần con tụng kinh và tọa thiền con hay bị ngáp, chảy nước mắt sống, xin thầy giúp con. Cái câu thứ nhất là không gian và thời gian cũng dễ quá mà hả? Không gian, cái thời gian là thật ra là nó là thời gian tâm lý chứ nó cũng chẳng có thật cái gì. Chúng ta có cái khái niệm là chút nữa, hoặc là chúng ta nhớ nghĩ là cái chuyện đã qua rồi. Cái khái niệm nó tự hình thành ở nơi tâm chúng ta, tức là chúng ta đã hình thành cái thời gian có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Chúng ta ngồi chúng ta toan tính một sự việc gì đó, một chút nữa chúng ta làm, chúng ta có cái khái niệm để một tí nữa chúng ta làm, tức là chúng ta đã tự khái niệm thời gian rồi. Hoặc là chúng ta ngồi là chúng ta nhớ là cái chuyện trước, tức là trong đầu chúng ta luôn luôn bị dao động ở hai điểm, một là tương lai, hai là quá khứ. Chúng ta chưa bao giờ dừng lại ở hiện tại phút giây nào cả, chúng ta chỉ lướt ngang hiện tại để tới tương lai và lướt ngang hiện tại để lùi về quá khứ. Tâm chúng ta luôn dao động ở hai đầu này,
Còn không gian là một cái khoảng trống khái niệm của chính mình. Những cái mà mình có thể mình nhìn, ví dụ như từ chỗ mình tới một cái vật trước mắt, ví dụ từ chỗ quý vị tới cái bình này, thì khi nhìn đó thì quý vị thấy cái bình, nhưng mà không thấy cái khoảng trống từ quý vị tới đây. Cái khoảng đó gọi là không gian. Không gian là một khoảng trống không vật chất, khoảng trống không vật chất mà mắt chúng ta không thể thấy được, đó là cái khoảng không gian. Mà vật, tất cả những vật chất nhờ không gian đó mà hình thành. Nếu không có không gian, ví dụ như đây bít hết thì mình không thể ngồi trong này được. Ở đây ví dụ như khoảng không gian này bít hết thì không thể cất thêm cái nhà, không thể làm thêm cái gì. Nhưng không gian mặc dù nó rỗng không nhưng mà cái giá trị của nó rất là lớn. Nếu không có nó thì không có thành cái gì trong cái thế gian này cả. Không gian là cái gì rỗng, nó không có cô đặc, nó không có vật chất. Chúng ta có thể định nghĩa khái niệm nó như vậy. Ở nhân gian này có cái câu hiền như đất, nhưng mà khi đất giận dữ là vùi lấp không biết bao nhiêu người. Gió cũng vậy, thổi không biết là đổ bao nhiêu cái nhà, lửa không biết cháy bao nhiêu sự vật rồi, vân vân. Nước có thể là cuốn trôi không biết bao nhiêu người chết rồi. Thì trong tứ đại này á, trong tứ đại này, như trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói á, cái tứ đại nó là cái gì? Nó không phải do nhân duyên, không phải do tự duyên, không phải do nhân duyên là một, không phải do tự nhiên là hai, mà do tâm hành của chúng sanh, tùy nghiệp của chúng sanh mà thọ cảm cái sự việc như thế. Ví dụ bây giờ chúng ta lửa thì chúng ta không thấy đâu hết, đúng không? Nhưng bây giờ mình muốn bật hồng quẹt để mình đốt cái đèn, tức là tùy theo cái tâm của mình muốn bật hồng quẹt lên để đốt cái đèn, cho nên là sẽ có lửa cháy đủ cái đèn. Nhưng mà nếu mình có tâm là đốt cái đuốc để đốt cái nhà thì nó sẽ cháy nguyên cái nhà, đúng không? Nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Chứ còn cái lửa đó nó không phải là do nhân duyên, cũng phải là tự nhiên thì nó đã cháy khắp cái cõi này rồi, mình đâu có ngồi đây được. Do nhân duyên hòa hợp cũng không đúng. Thì đây, nếu quý vị mà nghe Kinh Lăng Nghiêm đoạn này chúng tôi có giảng, thì vậy là trong tứ đại này không phải là nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên, mà tùy theo tâm niệm của chúng ta mà nó hiện hữu. Tâm niệm chúng ta muốn cái gì nó hiện hữu đó. Chúng ta muốn tắm trong hồ thì sẽ có nước hồ để chúng ta tắm. Chúng ta tắm sông thì sẽ có sông. Chúng ta tắm muốn ra biển thì sẽ có biển. Ví dụ gì? Thì vậy là tùy tâm nguyện của mỗi người mà tứ đại hiện ra đúng với tâm nguyện đó. Thành ra khi cái tâm nguyện chúng ta trong trên dao động, không yên ổn, thì nó sẽ tạo thành gió bão. Để ý những cái vùng nào bão lụt nhiều, tâm tư của người dùng đó như thế nào. Chúng ta để ý chúng ta thấy cái sự dao động chúng ta sẽ tạo thành năng lượng và tạo thành động ở trong bầu không khí này mà chúng ta đâu có hay đâu. Nó sẽ kết thành những cái trận gió lốc khủng khiếp để cuốn trôi những người đi. Tâm sân hận chúng ta tạo thành những cái nguồn lửa nóng để đốt cháy một cái thành phố nào đó. Tâm dao động trong trên chúng ta không yên ổn, làm sập đất lỡ đai để chết những người có những cái điều đó. Đó là do tâm lượng của chúng sanh mà tùy nó hình thành. Nhưng mà đất, nước, gió, lửa nó là Như Lai tàng tâm thanh tịnh trùm khắp pháp giới, chứ không phải đất, nước, gió, lửa là cái kiểu thấy hình tướng như mình. Nhưng mà tùy cái duyên nghiệp của mình để mình nhận được cái thân tứ đại này, phải không? Thì mình có cái duyên đó, có cái nghiệp đó, có cái nhân quả đó, cho nên mình mang cái thân này với một cái thời điểm đó, và thân này lại trả tiếp tục trở lại tứ đại, là tùy theo cái nghiệp mà mình hình thành cái thân này, chứ không phải thân này ai tạo ra cả. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cho nên mỗi người mang cái thân khác nhau. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cho nên mỗi người một khuôn mặt không giống ai hết. Ở đây ngồi biết bao nhiêu người, coi cái mặt ai giống ai đâu không có. Mà 8 tỷ người trên thế giới này cũng không có cái mặt ai giống mặt ai cả. Vì mỗi người đã mang một cái nghiệp đã tới đây, thì mỗi một cái nghiệp nó sẽ hình thành một thân tướng khác nhau trong cõi giới này. Thì đất, nước, gió, lửa nó là như vậy. Nhưng quý vị nếu mà có nghe cái phần Thu Thất Đại trong Kinh Lăng Nghiêm, chúng tôi đã có giảng phần này rất là rộng. Đến cái câu hỏi thứ ba là mỗi lần con tụng kinh và tọa thiền thì hay ngáp, chảy nước mắt sống. Đây cũng là một cái nghiệp của chúng ta. Thực sự là một cái nghiệp. Một là nếu mà do chúng ta ăn uống không tốt, ăn uống không kỹ, thì nó sẽ tạo thành hơi
Mà thường những người ngáp nhiều là có một cái dấu hiệu không tốt của bao tử. Không tốt bao tử thì do chúng ta ăn thức ăn không tiêu gì đó, chúng ta ngồi thiền có thể chúng ta bị ngáp. Tức là phải xem xét thứ nhất lại là cái ăn uống của mình cái đã. Nếu mà ăn uống chúng ta đang tốt rồi thì chúng ta xem xét lại cái nghiệp thứ hai là coi cái bao tử mình có vấn đề hay không. Nếu bao tử chúng ta tốt rồi thì cái nghiệp thứ ba là từ xưa giờ chúng ta cái thân nó thích hoạt động. Tức là con người thích thay đổi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tức là mới làm này làm kia làm nọ làm động hoài thì thân thể nó chấp nhận quen như vậy rồi. Bây giờ bắt nó ngồi lại nó làm một chuyện nó chán á, cho nên nó ngáp. Để ý là thường thường ví dụ như đây là cái tâm lý sâu thẳm của mình. Ví dụ như bà mẹ mà ru đứa con ngủ phải không? Cứ câu một thôi, hồi ý dầu ngủ đi con, hỏi ghét quá nó ngủ. Chứ không phải là ca hay mà nó ngủ, không phải ca mùi mà nó ngủ, là tại nó chán quá nó không muốn nghe nữa cho nó ngủ cho rồi. Đó thì cái tâm lý của mình nó cũng giống vậy đó. Tự nhiên nó đi chơi vui chết bắt ngồi niệm nó mua với đồ Phật, mua với đồ Phật nó chán quá rồi thôi nó ngáp nó ngủ. Đó là một cái nghiệp mà mình không có quen, tức là mình chưa có quen tu. Thì cơ thể mình chưa chấp nhận cái điều này. Thì buộc mình phải làm nhiều lần để mình có thể chấp nhận được cái thời gian nhất định là một tiếng đó mà nó không ngáp nữa. Tức là lúc đó nó đã chịu rồi. Cái thân mình nó đã chấp nhận cái chuyện đó rồi. Chứ đâu ai chịu ngồi yên. Đi chơi, đi bộ hay nói chuyện hay làm việc đó, thì mình cảm thấy nó cái thân nó chấp nhận nó đã nhiều chục năm như vậy, nó quen rồi. Nó quen rồi. Không ai chấp nhận mình ngồi một chỗ hết á. Không ai chấp nhận mình ngồi yên, cho nên khi ngồi yên là nó cự nữ. Nó khó chịu, nó làm cái này làm cái kia đủ thứ chuyện. Nhưng mà lần lần nếu mà chúng ta tu tập quen thì nó sẽ từ từ nó yên. Đó là cái mới thôi. Thì chúng ta phải kiểm soát những cái ăn uống, những cái sinh hoạt đủ hết rồi. Nếu mà bao tử chúng ta tốt, chúng ta ăn uống tốt, chúng ta sinh hoạt bình thường mà ngồi xuống bị ngáp là biết rằng mình mới, cơ thể chưa chấp nhận lắm, thì từ từ nó sẽ quen.